Tuy Minh xin chào các quý thính giả thân yêu của kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay, Tuy Minh rất vui được gửi tới các bạn tập 11, cũng chính là tập cuối của bộ truyện Mật Tình, Tổng Tài Giả Ngốc, Cấm Sụ Dỗ của tác giả Uyên Tố Tố. Kết thúc của câu chuyện có gì hay và hấp dẫn, mời quý thính giả cùng chú lắng nghe ngay sau đây nhé. Diệp Hảo Huyên tỉnh dậy thì đã nằm trên bệnh viện. Cô vừa mở mắt thì đã nghe thấy thanh âm vui mừng của tần phu nhân. Mau! màu gọi kinh dực tiểu huyên của chúng ta tỉnh dậy rồi tần phu nhân Diệp hàm huyên cho mày khó hiểu nói tiểu huyên còn nằm yên đừng cử động kẻo kinh động tới tiểu bảo bối của ta bảo bối Diệp hàm huyên trợn mắt kinh ngạc nhìn bà đứa trẻ này sao lại đến lúc này tại sao tần phu nhân vội vã nói còn đấy mang thai tới tháng thứ tư rồi còn không biết xem cái đứa nhỏ ngốc nghếch nhà con. May sao, khi nãy con ngất đi, kinh dực nó kiểm tra cho con, lại phát hiện ra tin mừng thế này. Không thể nào. Diệp Hàm Huyên khuôn mặt trắng bệch, vò đầu nói. Tần phu nhân trông thấy bộ dáng kích động của con gái, chạy tới ôm lấy cô, hốt hoảng nói. Tiểu Huyên, con, con sao thế? Con bình tĩnh lại đi, Tiểu Huyên. Diệp Hàm Huyên khổ sở, ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt đẹp đong đầy bi thương nói Nhưng, nhưng con và anh ấy sắp ly hôn rồi đứa trẻ này sinh ra không có tình yêu của cha chỉ bằng đừng nên xuất hiện Con đừng nghĩ quẩn cha con đã đi tìm thằng nhóc kia nói chuyện rồi cha, anh sẽ đòi công bằng cho con việc nó đã làm thì phải chịu trách nhiệm Diệp Hàm Huyên lắc đầu con không cần sự thương hại đó anh ấy đã sớm không còn tình cảm với con con cũng không cần chúng con kết thúc rồi diệp ma nữ sở kinh dược đã bước vào từ lúc nào đôi mắt đảo hoa phức tạp nhìn về phía diệp hàm huyên một tiên mỉa mai diễu cợt rất nhanh lướt qua đôi mắt với ánh mắt kia từ sở kinh dược diệp hàm huyên khách dùng mình sở sở thần kinh bác gái bác ra ngoài trước được không con sẽ khuyên em ấy được được Tần phu nhân chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Cạch, chờ khi cánh cửa khép lại, sở kinh dực mới mở miệng nói. Gọi tôi là sở kinh dực. Diệp Hàm Huyên nặng nề nói. Sở kinh dực, giúp tôi bỏ đứa trẻ này đi. Đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Đứa trẻ này cô phải giữ. Nhưng mình không yêu. Mọi việc cô phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Nếu không... Nói tới đây, Sở Kinh Dực nở một nụ cười quỷ dị, khuôn mặt u ám tươi tột cùng khiến người ta ớn lạnh. "Anh, anh là ma quỷ." "Rất nhanh thôi, cô sẽ biết tôi còn đáng sợ hơn ma quỷ. Tốt nhất sớm ly hôn với Kính Thiên Minh đi, thứ tôi muốn chưa bao giờ chưa có được. Đặc biệt, tôi lại rất hứng thú với đồ của Kính Thiên Minh." 15 phút sau, cạch. Sở Kinh Dực vừa từ cửa bước ra, tần phu nhân trông thấy vội vã chạy lại hỏi kinh dực tiểu huyên sao rồi sở kinh dực ôn hòa cười nói bác gái bác yên tâm cô ấy đã bình ổn tâm trạng rồi chỉ là mệt mỏi quá nên ngủ sớm rồi bác vào trong đi tần phu nhân xúc động nói cảm ơn cháu cũng may có cháu luôn ở bên con bé không biết bao giờ con bé mới hết khổ đây bác gái bác đừng nói vậy cháu với giật là bạn trí cốt chưa nói đến từ nhỏ đã quen biết tiểu huyên quan tâm tới em ấy một chút cũng là bình thường tần phu nhân gật đầu nói chàng trai tốt nếu như tiểu huyên phía sau rốt cuộc bà cũng không nói ra được nếu tiểu huyên lấy thằng bé này còn gì tốt bằng đây bác cũng yên tâm dù có chuyện gì chăng nữa cháu sẽ không bao giờ bỏ rơi tiểu huyên cháu có việc xin phép bác cháu đi trước cùng lúc đó tại phòng bệnh của Kính Thiên Minh. Tiểu Huyên đã có em bé rồi. Kính Thiên Minh bộ dáng lơ đáng, cầm quả nho đỏ mọc đưa lên miệng ngạc nhiên. Ý bác là sao? Tần lão xa hử mũi, trước này người của Kính Gia luôn ưu tú, dám làm dám chịu, lại trung tình. Tôi thật không hiểu nổi, đến đời này thế hệ trẻ của Kính Gia tệ bạc đến thế. Kính Thiên Minh đương nhiên biết Tần Lão Gia là đang chỉ cây dâu, mắng cây hòe nhưng anh cũng không để tâm, tiếp tục ném thêm một quả nho vào miệng. Thấy thái độ hở hững của kính thiên minh, tần lão gia thật muốn sôi máu, con gái của ông vì mang thai con của tên khốn này đến nỗi ngất xỉu, vậy mà nó ngồi đây ăn nho thoải mái như thế. Xem ra trước kia ông đích thực là nhìn nhầm người rồi. Cậu nên có trách nhiệm của một người bố. Kính thiên minh lúc này mới nghiêm túc nhìn tần lão gia, đưa ngón trỏ xoay tròn nói. No, no. Bác trai à, ngủ với cô ta, cháu còn chưa từng. Chạm vào cô ta, cháu còn thấy ghê tởm. Thì lấy đâu ra em bé? Hay là cô ta chửa hoang, con của thằng nào, rồi đổ ăn cho cháu? May! Đến lúc này, tần lão gia đã không chịu nổi kích động. Huyết áp nháy mắt tăng cao, khiến ông choáng váng. Thiên Ngọc, cậu mau đưa bác trai về dưỡng sức cho khỏe đi. Thiên Ngọc ra tư thế mời nói tần lão gia mời ngài mặt tần lão gia ngày càng biến sắc áp lực lạnh lẽo dần tỏa ra khắp phòng không khí cũng muốn đóng băng vài phút sau tần lão gia không nói gì thêm chỉ nhìn kính thiên minh một ánh mắt cảnh cáo rồi phất tay rời đi lão đại có cần tiếp tục tìm tần gia dung đương nhiên rồi không những thế phải tăng thêm người bằng mọi giá phải tìm được em ấy tại một nông trại ngoại ô thành phố một cô gái mặc bộ váy trắng đơn giản đứng giữa rừng hoa hướng dương vô cùng nổi bật vô cùng bắt mắt cô gái đang cắt tỉa cành hoa chợt nhận ra có người đang đứng nhìn giật mình quay lại một cái liếc mắt cả đời khó quên mái tóc của cô gái đó đen bóng như một tấm lụa da thịt trắng nõn nhẵn nhụi lông mày đẹp như vẽ đôi mắt sáng u thâm thê lương đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn xinh xắn như cầu hôn người Tầm mắt của hai người Suốt cuộc cũng giao nhau Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn Bọn họ nhìn nhau Chỉ vài giây ngắn ngủi Lại tưởng như cả thế kỷ Mãi đến khi nghe thanh âm trong trèo Lạnh lùng của cô ấy Hắn mới hoàn hồn Sở kinh dực, suốt cuộc anh cũng đến Sở kinh dực ý cười sâu tận đáy mắt nói Xin lỗi em, gần đây hơi bận Diệp hàm huyên lúc này Mới để ý trên chiếc cầm tinh xảo của hắn đã lấm tấm vài sợi dâu, phía mí mắt còn có cuồng thâm, cô mỉa mai. Sao tôi dám làm phiền ngài sở đây, trăm công ngàn việc chứ, chỉ mong ngày sớm để tôi đoàn tụ với gia đình thôi. Từ giờ anh sẽ đến đây thăm em thường xuyên hơn. Sở kinh dực làm bộ không nghe thấy lời cô, cố gắng áp chế những mất mát trong lòng, tự nhiên nói. Diệp Bảo Nguyên cổ họng đắng chát, vô thức đưa tay xoa bụng. Đứa trẻ này chính là đến không đúng lúc cửa ai lấy nó ra áp chế cô sở kinh dược cũng thế bình sinh thứ gì hàm huyên ghét nhất chính là bị người khác đe dọa nhưng lúc này đây cô không thể không chịu khuất phục bởi lẽ đứa trẻ này chính là sinh mệnh của cô là tình yêu của cô với kính thiên minh cô nhất định sẽ để nó được hưởng ánh nắng mặt trời rồi bình an lớn lên còn nhớ ngày đó ngày thời khắc trông thấy anh ấy cô định hét lên thật to kính thiên minh em ở đây chỉ là thầy đã đứng trước mặt cô từ khi nào không còn là đôi mắt nhân hậu hiền tử như mọi khi nữa trái lại là một đôi mắt âm ngoan u độc tới cực điểm trên môi thầy nở một nụ cười bút lạnh nhìn cô đôi mắt này rất quen quen lắm cô đã từng gặp trong cơn ác mộng là cờ rai thầy quả thực đúng là cờ rai từ trước khi tới đây Diệp Bẩm Huyên đã nghĩ tới điều này. Đại hội gia tộc kính gia lần đó đã để lọt lưới cờ rai, người của thiên gia, mạc gia và cả giật nữa sẽ không để lọt lưới bất kỳ ai. Chỉ có một khả năng, thầy chính là cờ rai, cờ rai chính là thầy. Lúc thầy đưa băng gạc cho cô, nhìn bề ngoài có thể là quan tâm, nhưng thực chất chính là trốn việc lục soát của đám người kia. Nghĩ đến điều đáng sợ trên, Diệp Bẩm Huyên lập tức phủ nhận lắc đầu tuyệt không có khả năng thầy là người thương cô nhất cô không thể nghĩ xấu về thầy cho đến khi cho đến khi gặp thầy tại nơi này bức tường vững chãi cô cố dựng lên trong tim từng chốc sụp đổ cô tự nói với bản thân chỉ là trùng hợp thôi thầy vì lo lắng cho cô nên mới tới đây rồi lần thầy cứu cô vì cô mà bị thương cô đã cảm động biết bao rồi tự trách bản thân đa nghi nhưng có lẽ ngay từ ban đầu, mọi thứ đều là kế hoạch đã được lập sẵn. Ông ấy vốn đã răng một cái bẫy lớn, từng chút bao vây cô, trong tấm lưới cô có hình đó. Hóa ra, trên đời này, có thứ gì gọi là xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt. Trên đời này, có thứ gì đau khổ hơn việc, là khi ta bước vào đường cùng, gặp một người nào đó, họ gieo cho ta hy vọng, để ta lầm tưởng, đó sẽ là người bạn, mà ta tin tưởng mãi mãi nhưng sau đó họ đã dập tắt nó đi chỉ trong nháy mắt khoảnh khắc đó cô đã sáng tỏ ông ấy chính là cố tình cố tình đem hy vọng cho cô rồi một cước đá bay cô xuống địa ngục cả ánh mắt ông ấy nhìn cô cũng đầy hận thù rốt cuộc ông ấy còn bao nhiêu bí mật mà cô chưa biết tiểu huyên tiểu huyên tiểu huyên nghe ta nghe ta còn có mệt không sực phàm nói chậm trầm lắng, câu về sau kéo dài ra như xót mật vào tay người. Không có. Diệp Hàm Huyên theo phản xạ hoảng sợ, lùi về phía sau ôm đầu. Tiểu Huyên, mọi người rồi sẽ phản bội con. Hãy nghe ta, nếu mệt mỏi quá, con hãy tự kết liễu đi, hãy an nghỉ đi. Tôi không muốn nghe, ông im đi. Diệp Hàm Huyên bịt chặt tay nói, Dược Phạm tiếp tục nói, nhìn vào mắt ta, nhìn vào mắt ta không tôi không muốn nghe không muốn nhìn gì hết đều là dối trá ông cút đi vậy để ta nói cho con nghe chuyện này con biết người đàn ông quan hệ với con năm năm trước là ai không diệp hàm huyên giật mình ông có ý gì dường như nghe được câu chuyện hài nhất thế gian cờ rai phá lên cười lão đại thiên gia chắc chắn con cũng quen nhỉ con chỉ là quân cờ cho kẻ khác lợi dụng mà thôi Vừa hay, có thêm ta cũng không ảnh hưởng gì. Tiểu huyên à, đừng trách ta. Vô số mảnh vụn ký ức dần tích tụ lại. Người đàn ông năm năm trước, người cướp đi lần đầu tiên của cô, hắn bá đạo, cuồng ngạo, hắn ngông cuồng. Chờ đã, nghĩ lại thì quán ba ở Hải Thành lần đó chính là địa bàn của thiên gia. Không lẽ là anh thật ư? Kính thiên minh, suốt cuộc anh coi tôi là gì? diễn biến sau đó dịp hàm huyên không nhớ được cô chỉ nhớ ông ấy đã lợi dụng lỗ hồng trong tâm lý của cô dồn cô vào bước đường cùng của tuyệt vọng rồi sau đó thôi miên cô đầu óc cô chỉ hoàn toàn trống rỗng bước chân cô không do cô điều khiển nữa chỉ có thanh âm duy nhất vang lên trong não bộ chết đi nhảy xuống vực đi và khi nhìn thấy anh chấp niệm dực phàm in trong đầu cô quá sâu dù cho anh có hét lên như thế nào bên tai cô chăng nữa cũng vô dụng lúc đó cô chỉ muốn kết liễu mạng sống của chính mình cô hận anh bao lần lừa dối cô cho tới khi người đàn ông kia dùng cả cơ thể to lớn của mình ôm lấy cô làm tấm đệm thịt cho cô cho tới khi cô nghe thấy thanh âm vỡ vụn của xương cho tới khi cô nghe thấy tiếng rên nhẹ kiềm chế cơn đau của anh ánh sáng ấm áp từng bước lên nòi trái tim đang đóng băng của cô Cô trách bản thân mình quá ích kỷ, hình như từ trước tới giờ chỉ có mình anh hiểu cô. Hóa ra cô thực sự chưa hiểu anh, chưa đủ tin tưởng anh. Cô muốn sống, cô muốn nắm lấy tay anh, cả đời không rời xa. Rồi khi anh khe khẽ thì thầm, có anh đây rồi, đừng sợ, tiểu huyền của anh phải sống thật tốt nhé, anh yêu em, thật đấy. Cô sợ hãi, đưa tay lên ôm lấy bụng, lúc này cô mới nhớ ra đứa nhỏ con của hai người xong trong bóng tối đã bao trùm lấy cô đến khi cô tỉnh dậy cả người đã nằm trên một cồn cát nhỏ ven sông diệp ảm huyên vội vã gượng sức bỏ dậy lo sợ những người đàn ông bên cạnh mình khuôn mặt tuấn mỹ của anh trắng bệch có chút xanh tím bàn tay cô không tự chủ được run rẩy đưa lên mũi anh bản thân diệp ảm huyên biết được lúc đó cô đã sợ hãi biết chừng nào cô không muốn gì hết chỉ muốn anh còn ở bên cô thôi. Đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, cô mới thở hắt ra. Ông trời không phụ lòng người, anh còn sống, anh còn sống. Phải rồi, anh đã nói sẽ nắm chặt tay cô cả đời mà, sao có thể bỏ cô mà đi chứ. Sau đó, Diệp Bảo Huyên dùng hết sức, lật người anh lại, rửa sạch vết thương cho anh. Máu tươi lênh láng một góc sông nhỏ, khiến trái tim cô như ai đó bóp nghẹt. Lúc này cô mới biết À hóa ra trên lưng anh Có nhiều vết sẹo đến thế Không nhẵn nhụi như cô từng nghĩ Vết thương cũ Vết thương mới chẳng chịt lên nhau Da thịt lẫn lộn Cô đau anh, xót anh lắm Rồi sự kinh dực xuất hiện Diệp Hàm Huyên như người chết đuối với được chiếc phao cứu sinh những tưởng anh sẽ giúp hai người thoát nạn trở về không ngờ tần gia dung từ phía sau bước tới Diệp Hàm Huyên ngạc nhiên ngạc nhiên tới tột độ khi mà khuôn mặt kia giống y như đúc, như là cùng một khuôn. Điều làm cho cô khiếp sợ chính là thần thái của cô gái này cũng giống cô như đúc. Từng cử chỉ, sơ tay nhấc tay, nếu không phải bản thân mình còn đang đứng đây, cô sẽ nhầm, đó là mình mất. Nhưng ánh mắt hận thù, ganh ghét kia, ngoài tần gia dung thì còn ai nhìn cô như thế cơ chứ? Sở kinh dực, mau cứu anh ấy! diệp hàm huyên giật mình thanh tỉnh điều quan trọng hiện tại chính là cứu anh ấy những thứ khác đều không quan trọng tần gia dung nhích mép nhìn diệp hàm huyên với nụ cười của kẻ chiến thắng nói ở đây hết suất của cô rồi diệp hàm huyên à từ giây phút này trở đi tôi sẽ là cô là tiểu thư duy nhất tần gia huyên của tần gia là vợ hợp pháp của anh ấy nhiều lời sở kinh dực cứu người quan trọng anh còn chần chừ gì nữa diệp hàm huyên trực tiếp ngó lơ tần ra dung quay sang nhìn sở kinh dực khẩn trương nói sở kinh dực phức tạp nhìn cô vài giây sau khẽ gật đầu từ trong hộp dụng cụ y tế đeo bên hông lấy ra thuốc khử trùng băng gạc diệp hàm huyên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều vội giúp đỡ sở kinh dực diệp ma nữ em hứa với tôi một chuyện đi trái tim cô đập lệch một nhịp bất an nhưng cô nào có lựa chọn khác Kính Thiên Minh đã mất máu quá nhiều. Nếu còn dây dưa thêm nữa, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hơn thế nữa, từ khi Tần Gia Dung xuất hiện, cô đã đoán được phần nào rồi. Được, chỉ cần không gây hại cho anh ấy. Chỉ cần không gây hại cho anh ấy a. À. Nghe tới câu này, sắc mặt Sở Kinh dược tối sầm, nhưng cũng không nói gì, bắt tay vào khử trùng cho Kính Thiên Minh. Lạnh, lạnh. Vầng trán cao rộng của Kính Thiên Minh vì đau mà vương vãi vài giọt mồ hôi giọng anh khàn đặc nói đừng động sẽ làm vết thương chảy máu có em đây rồi sẽ không lạnh nữa Dịp hàm huyên vừa nói vừa nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh lạnh quá tựa như hầm băng âm 100 độ c vậy kính thiên minh dường như cảm giác được gì đó lông mày vốn cao chặt lại lúc nào lại giãn nhẹ cô từng gặp nhiều khuôn mặt của anh có lúc ngúc nghếch bán manh có lúc ôn nhã, lúc lại bá đạo. Nhưng lúc này đây, chỉ lại một mảng trầm tĩnh, chỉ có một tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng của anh. Diệp ảm huyên bất giác nhíu mày, cô ngửi thấy một mùi hương rất lạ thoảng qua, nếu không để ý kỹ, sẽ không thấy được. Chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều, thì sự kinh dược đã ôn nhuận nói. Tiểu Huyên, vị trí đó của em, để cho Tần Gia Dung, đi thôi. Nháy mắt, diệp hàm huyên đã cảm giác được một cơn quay cuồng ập đến cả cơ thể mềm nhũn không chút sức lực của cô được sự kinh dực đỡ chọn vào lòng tần gia dung việc còn lại cô phải tự dựa vào bản thân mình rồi đương nhiên rồi tần gia dung vinh mặt không biết xấu hổ nói trực tiếp bước đến tách hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của diệp hàm huyên và kính thiên minh ra diệp hàm huyên trong lòng bi phẫn tới cực điểm đôi cầu nam nữ này đôi môi anh đào muốn hét lên thật to chỉ là cô mệt quá không có lấy một tia sức lực lần này xem ra cô đành phải buông tay anh rồi tiểu huyên đừng rời xa anh kính thiên minh dường như nhận ra điều gì đó từ trong cơn mê nói bàn tay anh lại càng lắm chặt tay cô hơn diệp hàm huyên giật mình thoát khỏi hồi tưởng nhìn cánh đồng hoa hướng dương vàng rực lại nhìn sự kinh rực chế diễu nói ngày đó chẳng phải anh và tần gia dung ra sức chia rẽ tôi và anh ấy ư cố gắng tìm mọi cách để kéo bàn tay của anh ấy ra thật xa tôi nói đoạn cô khét thở dài sắc bén nói tiếp anh rốt cuộc có âm mưu gì trên khuôn mặt tuấn lãng đào hoa của sở kinh dực hiện lên nụ cười bi ai nhàn nhạt, nhạt vốn định đưa tay lên tóc của cô thì diệp hảo huyên đã cau mày không ngần ngại lùi về sau vài bước Sở kinh dực ngây người, một lúc sau mới thu bàn tay cô tịch trong không trung, ảm đạm nói. Em thông minh như thế, vẫn không đoán ra ư. Trong đôi mắt đen sâu thẳm phủ lên một màn xương dày, lạnh giá, dịp ảm huyên dần từng tiếng. Thứ lỗi cho tôi, không thể đoán được, lòng người nông sâu. Vậy, em đi theo tôi. Sở kinh dực không để cho cô có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, lập tức kéo tay lôi đi. Sở Kinh Dực, anh động kinh à, tốt nhất anh nên chuyển sang làm bác sĩ tâm thần được rồi đấy. Ừm, không tệ, chính bản thân anh cũng đang phát điên lên đây. Anh đi chậm lại, đưa bé. Sở Kinh Dực hờ hững nói, đứa bé này là con của Kính Thiên Minh, anh không quan tâm. Tuy nói vậy, nhưng cước bộ của anh cũng đã chậm lại, không còn nhanh như lúc đầu sở kinh dực anh ta quả thực thuộc tiếp người mặt lạnh tâm ấm dù không biết anh có âm mưu gì nhưng ít ra anh ta cũng không tàn nhẫn đi diệp hàm huyên biết được nếu lúc đó cô rơi vào tay tần gia dung thì sẽ có hậu quả gì em nhắm mắt vào đi không em không có quyền từ chối nghe được ý tứ trong lời nói của sở kinh dực diệp hàm huyên không thể không nhắm mắt hắn lại lấy đứa trẻ ra đe dọa cô. Ừ, được rồi, em bước chậm chút. Ừ, được rồi, em bước chậm chút. Cẩn thận, vấp phải đá. À, anh dám. Diệp Hàm Huyên nhận ra sự kinh dực bế thốc cô lên, vội vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của hắn. Tiếc là hắn không cho cô có cơ hội, cánh tay săn chắc như chiếc kìm kìm kẹp chặt lấy cô. Em mà động đậy, ảnh hưởng đến đứa bé anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Chưa kịp để Diệp Hàm Huyên phát tác lửa giận, sở kinh dực đã nhẹ nhàng đặt cô xuống nền cỏ, thì Thảo nói, mở mắt ra đi, Diệp ma nữ. Xem ra, anh thức thời. Diệp Hàm Huyên mở mắt quan sát, hai người đang ở trên một cồn đất nhô cao, xung quanh là bạt ngàn hoa hướng dương. Hoa hướng dương là một loài hoa rất đặc biệt, chỉ là hai mùa trong năm, tháng 11, 12, 12, và tháng 3 tháng 4. Nhưng kỳ thực, hoa hướng dương nở đẹp nhất là vào giữa tháng 12, vừa hay đúng thời điểm lúc này. Vườn hoa mặt trời vào mùa đông như một thảm nắng vàng rực rỡ với một ngàn bông hoa hướng dương đang đua nhau khoe sắc. Quả thực rất đẹp, rất kinh diễm. Loài hoa hướng dương lại có thân từ 1 đến 2 mét. Nếu muốn ngắm trọn vẹn thì phải đến nơi cao như thế này. Không lẽ sở kinh dực là muốn đem cô đi ngắm hoa hướng dương nở em còn nhớ cái cây này không à cây lúc này diệp hàm huyên mới để ý đằng sau lưng cô có một cây hoa gạo điều này năm đó cô nhớ cùng giật sự kinh rực dã ngoại đây không lẽ là nơi bọn họ từng tới mà cái cây này diệp ma nữ nhớ rồi ư tôi nhớ rồi cái cây này là nơi năm đó chúng ta đốt lửa trại. Một loạt những hồi ức tươi đẹp trong quá khứ ùa về cùng với những đóa hoa hướng dương lung lay trong gió, sở kinh dực khẽ cười, thần bí nói. Gốc cây này có một cái lỗ to, em mở tay vào trong thử xem. Sẽ không phải có rắn rết gì đó chứ? Tuy vậy, cô vẫn men theo gốc cây sần sùi, từ trong một cái lỗ lớn ấy lấy ra một chiếc kẹp bươm bướm màu hồng, khó tin nói. Thì ra, năm đó là anh giấu chiếc cặp tóc yêu quý của tôi, sở kinh dực. Quả nhiên, anh từ nhỏ đã xấu xa, thật không tốt lành gì. Giờ không phải, tôi đã trả lại cho em rồi sao? Nói đoạn, sở kinh dực hít một hơi thật sâu, bình thản đứng dậy nói. Em còn không mau đứng lên, có muốn về đòi chồng không hả? Hai hôm nữa là đại hội gia tộc tần ra rồi. Diệp Hàm Huyên chấn động với lời nói của anh cô nghe không nhầm đi anh ấy chính là muốn trả lại tự do cho cô sao còn lề mề nữa tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy diệp hàm huyên cười lớn vội vã đứng thẳng dậy bước đi thật nhanh để đuổi kịp sở kinh dực kích động hét to cảm ơn anh sở kinh dực sở kinh dực nhau mắt nhìn người con gái xinh đẹp cuối cùng anh cũng nhận được một điều cô ấy yêu ai không quan trọng quan trọng là diệp ma nữ của anh phải luôn mỉm cười hạnh phúc như lúc này đây em có lẽ không biết và cũng không bao giờ biết được đâu hoa hướng dương kia dù đẹp cũng chỉ làm nền cho em mà thôi bao năm qua chiếc cặp tóc kia anh luôn vô tình hoặc cố ý đem theo bên mình lần này cuối cùng đã có thể an tâm trả lại tay em rồi là lỗi của anh là anh yêu em quá muộn màng diệp ma nữ yêu cầu duy nhất của anh là em nhất định, nhất định phải hạnh phúc nhé. Trung tâm mua sắm tại đế đô một đôi trai tài gái sắc sánh đôi nhau, này cũng thật đau mắt đi chàng trai kia dung nhan khí chất đều thuộc hàng cực phẩm mà cô gái bên cạnh y dù đeo khẩu trang kín mít lại đội một cái mũ lưỡi chai đen tuyền nhưng cũng không khó nhận ra nàng là một tuyệt sắc mỹ nhân đáng chết hơn nữa chàng trai còn rất ân cần kiên nhẫn với bạn gái của mình từng thái độ đều rất tỉ mỉ săn sóc điều này thật khiến cho những cô gái trẻ ở đây nhìn đỏ con mắt con trai thời nay trung tình đã hiếm người ta còn là cao phu soái nữa hát xì diệp hàm huyên xoa xoa chóp mũi của mình quả nhiên thân thể của phụ nữ mang thai vẫn là mẫn cảm nhất chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua thôi mà nếu là thân thể trước kia của diệp hàm huyên ngâm trong gió tuyết hồ băng cũng không hề hấn gì. Em đấy, thật khiến cho người ta không có giây phút nào an tâm. Sở kinh dực, cởi chiếc áo khoác dạ bên ngoài của mình, phủ lên thân thể mảnh mai kia. Chiếc áo có vẻ quá dài so với thể hình của Diệp Hàm Huyên. Cô giờ khóc giờ cười, nhìn đôi áo chạm tới quá đầu gối. Nghĩ lại, trước kia sở kinh dực cũng chỉ cao hơn cô một chút. Sở anh ấy đã cao lớn chừng này, thời gian trôi nhanh quá hành động dịu dàng ôn nhu của sở kinh dực khiến cho những thiếu nữ đang độ tuổi hoài xuân kia trái tim rung rinh lệch nhịp ga lăng quá các cô nàng làm cậu độc thân đã bi ai lắm rồi đằng này còn bị người ta rắc cho một đống thức ăn chó ông trời ơi lại còn là một siêu cấp đại soái ca có người không nhịn được mà kích động hét lên ôi nhìn kìa anh đẹp trai này đối xử tốt với bạn gái quá Sở kinh dực ưu nhã gật đầu, đôi mắt hoa đào ánh lên tia thỏa mãn. Ít ra anh còn có cơ hội chăm sóc cho cô ấy. Ôi mẹ nó, anh đẹp trai ơi, anh có bạn gái rồi thì đừng có thả thính người ta nữa được không? Quay đi quay lại, tôi mất xử trái tim rồi. Hịch Diệp ẩm huyên mơ hồ nhận ra điều gì đó trong lòng có chút rối rắm, vừa muốn tiến lên giải thích thì Sở kinh dực đã kéo cô đi không cho cô có cơ hội nói gì sở thần kinh anh đối với cách xưng hô quen thuộc này từ cô sở kinh dực biết cô ấy đã quay lại thành diệp ma nữ rồi anh khẽ cười nói em gọi anh như vậy người ta lại tưởng anh mắc bệnh thần kinh thì sao ai dám lấy anh nữa anh không phải gọi em là diệp ma nữ sao em khác em có chồng còn anh chưa có vợ cái lý lẽ này của sở kinh dực, Diệp Hàm Huyên cũng thật cạn lời. Ai bảo từ lúc sở kinh dực đồng ý đem cô quay lại, hảo cảm của cô dành cho anh tăng lên như cấp số nhân ấy chứ. Không nhịn được mà gọi anh bằng cái tên quen thuộc, sở thần kinh. Thuận theo đường đi, hai người dừng trước một cửa hàng quần áo. Sở kinh dực vút cầm, chỉ vào một chiếc áo dạ màu xanh xa phía nói. Nào, em thử bộ đồ này đi. Hả? Nhanh thử đi cho anh xem Lần này nữ hoàng bệ hạ Quay trở về cho những kẻ kia trố mắt lên nhìn chứ Diệp hàm huyên phá cười thanh lệ Lúc này cô mới phát hiện ra Sở kinh dực Cũng thật có khiếu hài hước Gì mà nữ hoàng bệ hạ chứ Nhưng cô vẫn đón nhận Chiếc áo từ tay cô nhân viên Đem vào trong phòng thay đồ thử Chiếc váy rộng màu trắng này hơi mỏng Kiểu dáng cũng không tệ Cửa hàng các cô có kiểu nào dày hơn không À, có ạ. À. Lưu Sương, cô mau đi lấy mẫu 097 trong bộ sưu tập mùa đông năm nay của Gucci. Cô gái lại nhìn Sở Kinh Dực cười trộm. Phu nhân nhà ngài thật có phúc. Vành tai của Sở Kinh Dực rất nhanh phía hồng, tuy nhiên, anh vẫn giữ bình tĩnh nói, "Chút nữa cô ấy ra, cô đưa cho cô ấy thử tiếp nhé." Sở Kinh Dực biết thời gian anh được ở bên Diệp Hảo Nguyên không còn nhiều nữa, chiếc đồng hồ thời gian đang trôi đi một cách vô tình anh phải trân trọng từng giây phút trong lúc cô ấy thử đồ anh phải sang cửa hàng kế bên xem trang sức mới được cô gái quản lý cửa hàng nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang xa dần đàn ông tốt như vậy bây giờ còn mất người chứ hoan nghênh quý khách người quản lý nhìn cô gái vừa mới tới vội chạy đến cười niềm nở hôm nay cửa hàng của bọn họ thật có phúc liên tục xuất hiện tuấn nam mỹ nữ ghé thiếu phu nhân ngài đi cẩn thận kẻo kinh động tới tiểu thiếu gia cô gái nghe vậy thì thẹn thùng nói được rồi gì hiền dì đừng lo cháu không sao mà ồ áo dạ kia là đồ đôi đúng không tần gia dung lắm này đang mang trên mình khuôn mặt của diệp hàm huyên vừa vặn chỉ tay vào chiếc áo dạ nam sa khi nãy sử kinh dược chọn chúng Người quản lý gật đầu nói Vị tiểu thư này thật có mắt nhìn Đây là chiếc áo cặp độc nhất Của một nhà thiết kế gu xì Vậy gói lại cho tôi đi Cái này tôi chưa kịp nói xong Bộ đồ này đã được vị tiểu thư Đang thay đồ bên trong đặt trước À Tần Gia Dung nhíu mày làm bộ ngạc nhiên nói Thiếu phu nhân nhà chúng tôi đã thích Cô cứ đưa ra một cái giá Người quản lý bối rối nói thật xin lỗi quý khách bên chúng tôi có quy định ai tới trước lấy trước huống hồ vị tiểu thư kia còn đang thử đồ rồi nhưng cô gái kia đã trả tiền cho các cô hay chưa thiếu phu nhân nhà chúng tôi có thể trả giá gấp đôi gấp ba thậm chí hơn nữa dì hiền được tần gia dung tin tưởng nên không coi ai ra gì huống chi đây chỉ là một quản lý cửa hàng nhỏ nhoi thiếu phu nhân đã thích chiếc áo đôi này như thế Bà ta đương nhiên phải thuận theo ý cô ấy rồi. Người quản lý dầu muối không thấm nói. Thật xin lỗi, mong quý khách thông cảm. Chúng tôi không thể làm trái quy định. Cô. Tần Gia Dung cười ôn hòa, lắc đầu nói. Dì Hiền, dì đừng làm khó cô ấy nữa. Cô ấy cũng không dễ gì. Dì Hiền lắp bắp. Nhưng, nhưng mà... Cháu đi tìm cô gái kia thương lượng. Không phải được sao ạ? À? Khó khăn lắm mình mới đối xử tốt với cháu một chút cháu muốn mua cái này tặng anh ấy người quản lý khét thở phào may mà cô gái này hiểu lý lẽ người ta đã nói thế cô cũng không tiện nói thêm gì cùng lúc ấy diệp hàm huyên đứng trong phòng thay đồ đã nghe thấy tất cả đoạn đối thoại của mấy người ngoài kia à giọng nói của chính mình cô sao có thể không nhận ra đây quả thực trước kia cô đã xem nhẹ tần gia dung rồi thông qua ô cửa kính nhỏ Diệp Bảo Huyên cũng nhìn thấy khuôn mặt giống bản thân y đúc nữa. Dù đã thấy trước đó một lần, nhưng trong lòng cô vẫn không tránh được kinh động. Từ khuôn mặt, giọng nói đều giống hệt cô. Đến cả tính cách, cô ta cũng bắt trước cô. Tuyệt không có bất kỳ sơ hở nào. Thử hỏi trên thế giới, đột nhiên có người giống mình xuất hiện, thay thế mình sẽ là điều đáng sợ chừng nào chứ. Mà người đứng sau, thao túng chuyện này, đều là người thầy dược phàm của cô, hay có tên khác là Cry. Suốt cuộc âm mưu thực sự của ông ấy là gì? Kế hoạch đã được ông ấy chuẩn bị từ khi nào? Từ khi cô và Tần Gia Dung sinh ra, hay thậm chí trước đó? Vị tiểu thư này, ngoài kia có người muốn thương lượng chiếc áo này cùng cô. Người quản lý khó xử đứng trước cửa nói Cảm ơn cô, phiền cô thông báo lại cho cô ấy, tôi không bán. Người quản lý cảm giác có gì đó khó nói thành lời, nhất thời không thể diễn tả được, chỉ đành đi về phía Tần Gia Dung truyền đạt. Tần Gia Dung lúc này đang ngồi thong thả trên một chiếc ghế tựa, bộ dáng lười biếng như chú mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại xoa so xoa so cái bụng bầu của mình thì lông mày hơi cau lại khi nghe lời quản lý nói. Tần Gia Dung lúc này đang ngồi thong thả trên một chiếc ghế tựa, bộ dáng lười biếng như chú mèo nhỏ thỉnh thoảng lại xoa xoa cái bụng bầu của mình thì lông mày hơi cau lại khi nghe lời người quản lý nói phiền cô nói với cô ấy cứ ra một cái giá tùy ý được người quản lý khóe môi giật giật gật đầu một cách khó khăn cô gái ngoài kia rất thích chiếc váy này cô ấy nói cô cứ ra giá tùy ý dịp hàm huyên đã thay đổi xong từ lâu chỉ là cô tạm thời vẫn chưa muốn lộ diện bây giờ lật bài tẩy không phải sẽ mất vui sao trong lúc tần gia dung vui sướng nhất vì nghĩ rằng mình có được tất cả chính tay cô sẽ tát cho cô ta vài phát như vậy sẽ càng thú vị biết bao cô giúp tôi nói tới cô ta không bán chính là không bán lần này người quản lý còn chưa kịp chuyển lời thì dì hiền đã đứng ở đó từ khi nào hùng dữ nói thiếu phu nhân nhà chúng tôi có lòng thương người, cho cô cơ hội ra giá, cô còn không biết điều. Cô, cô có biết thiếu phu nhân nhà tôi là ai không? Ánh mắt Diệp Hàm Huyên tối sầm lại, trên môi rất nhanh phương nhẹ nụ cười mỉm mai. Ha, từ khi nào cô không biết bản thân mình là ai cơ đấy? Di Hiền, Tần Gia Dung nghiêm giọng nói, khí chất này quả thực rất giống người đứng đầu cục tình báo như Diệp Hàm Huyên, không giận mà uy, làm cho Di Hiền giật mình sắc mặt trắng bệch. Dì đừng đem thân phận của cháu đi rêu rao khắp nơi như thế để cháu gặp cô ấy thương lượng trực tiếp vậy. Ôi, hẳn là đừng đem thân phận của cháu đi rêu rao khắp nơi như thế. Người ngoài nhìn vào lại tưởng cô ta khiêm tốn. Kỳ thực, cô ta chính là khinh thừa những người ở đây không xứng biết được thân phận kính thiếu phu nhân và tiểu thư tần gia của cô ta ấy chứ. Cốc, cốc, Tần Gia Dung đã đi tới trước cửa, gõ nhẹ hai cái. Cô thay xong chưa? Nếu cô thay xong rồi, thì có thể ra ngoài, chúng ta cùng thương lượng được không? Bên trong vẫn là một mảng trầm mặc. Chiếc áo đôi này tôi rất thích, nhà tôi lại có buổi tiệc quan trọng. Cô muốn ra giá bao nhiêu tùy ý? Diệp Hàm Huyên thật muốn hét lên. Tôi không phải thánh nữ, nhường lại chiếc áo này cho cô, rồi cuối cùng với chồng tôi, mặc nó tình trạng ý thiếp thật là nằm mơ giữa ban ngày. Tần Gia Dung tựa hồ đã mất kiên nhẫn, có chút nóng vội nói. Cô có thể nhanh lên chút được không? Chồng tôi vừa đi có việc, anh ấy sắp quay lại rồi. Tôi muốn dành một món quà bất ngờ cho anh ấy. Dịp hàm huyên chết sặc, ông trời ơi có cần ngang trái vậy không? Dù rằng cô rất tin tưởng kính thiên minh, nhưng ai biết được anh ta có hành vi thân mật với con hàng ung thư này không? Cô không sao chứ Tôi vào nhé Tần Gia Dung vốn muốn đẩy cửa bước vào Chỉ là bên trong đã bị chốt Dù cô ta cố gắng chừng nào chăng nữa Cánh cửa vẫn không mảy may động À tôi Tôi cũng không mở được Diệp Hàm Huyên đưa tay lên bịt mũi mình Nghe thế nào Cũng khàn khàn giống người cảm lạnh Không nhận ra chất giọng ban đầu Cánh cửa này bị kẹt rồi Cô mau đi lấy chìa khóa dự phòng Hoặc gọi người kiểm tra xem Mau lên, còn có người mắc kẹt trong đó. Người quản lý ôm một bụng đầy thắc mắc, không phải cánh cửa này lúc trước vẫn bình thường sao, tại sao vô duyên vô cớ lại hỏng chứ? Được, tôi đi lấy chìa khóa dự phòng luôn. Cách một cánh cửa, Diệp Hàm Huyên chống tay đứng đó, không cho nó mở ra, bây giờ ra ngoài, dù cho cô có đeo khẩu trang, đội mũ kín mít chăng nữa thì vẫn sẽ bị lộ thôi. Khi ngồi trên xe tới đây, Diệp Hàm Huyên đã từng hỏi sở kinh dực về vấn đề chất giọng. Giọng nói của Tần Gia Dung dịu dàng, ngọt ngào, của cô lại thanh lãnh. Sao cô ta có thể giả giọng được cô chứ? Sở kinh dực, anh chưa kiểm tra trực tiếp, nhưng có thể phán đoán, chắc chắn một điều, thanh đới của cô ta khá đặc biệt, có thể tùy ý, thay đổi độ căng và hình dạng, mở ra và đóng lại, nhanh chậm khác nhau, cắt làn hơi thành những sóng âm có tần số khác nhau, tạo thành những thanh âm, có cao độ khác nhau. Đối với vấn đề chuyên môn này, Diệp Hàm Huyên chịu cứng. Chỉ là Tần Gia Dung đã giấu con át chủ bài này lâu như thế, lần này tung ra chắc hẳn là hết nước hết cái. Chẳng phải thầy của cô bất chấp cả việc lộ thân phận của bản thân ở cục tình báo, tìm mọi cách cứu cô ta vượt ngục. Cô ta đương nhiên phải có tác dụng rồi. Nếu như ngày đó, Kính Thiên Minh và cô rơi xuống vực cùng chết, rồi sau đó Tần ra dung dùng thân phận của cô quay về, hậu quả thật không thể lường được. Chìa khóa đây ạ, à, liệu chúng ta? Dì Hiền trông thấy bộ dáng trần trừ của người quản lý, hùng hổ tiến lên, giật lấy chiếc chìa khóa. Dịp hàm huyên, mắt thấy ổ khóa khai động, cùng với đó là tiếng cạch cạch, thì thầm than trong lòng. Chẳng lẽ phải chào hỏi cô ta sớm thế sao? Giờ phút này cô cũng không còn đường lui nữa. Ngay lúc cánh cửa sắp mở ra, thậm chí cô còn trông thấy mép của chiếc váy bầu tần gia dung đang mặc, thì có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Huyên, em ở đây làm gì thế? Là anh ấy, kính thiên minh. Ngoài anh ấy ra, sẽ không có ai sở hữu chất giọng tử tính mà ấm áp đến thế. Theo quán tính, Diệp Hàm Huyên suýt nữa bật thành tiếng, hai người đã hơn ba tháng không gặp. Không phải, anh đã đi rồi sao? còn quay lại làm gì nữa tần gia dung đứng quay lưng về phía cửa lạnh lùng nhìn kính thiên minh nói kính thiên minh một thân áo trắng sơ mi chiếc quần âu được may cắt thủ công ôm chọn lấy đôi chân dài thẳng tắp của anh khác với vẻ chững chạc lịch lãm khi mặc vét anh lúc này lại mang một phong vị khác phong vị tươi trẻ phảng phất thanh xuân anh giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong cổ tích ôn hòa ưu nhã khiến người ta không thể ngước nhìn. Bởi vì anh rất nhớ tiểu huyên bé bỏng của anh. Từng lời, từng lời anh nói ôn nhu tới tận xương khiến tâm can người nghe không tự chủ được mà mềm nhũn ra. Tần ra dung trong lòng vừa ngọt ngào khó tả vừa tràn ngập sự ganh ghét tận cùng. Kính thiên minh từ nhỏ đến lớn tại sao đối với em anh đều lãnh đạm, xa cách còn đối với cô ta lại dịu dàng, sùng nịnh đến thế, cô ta hận. chẳng phải thời gian trước anh ấy còn gây tởm Diệp Hàm Huyên lắm sao? còn nói yêu cô ta, có trời mới biết lúc ấy cô ta đã hạnh phúc, mãn nguyện chừng nào. thậm chí anh ấy còn huy động một lực lượng lớn để tìm cô ta, rồi còn định ly hôn với Diệp Hàm Huyên nữa. khi đó tần gia dung phân vân mãi, cô ta có nên dùng lại thân phận thật của mình xuất hiện trước mặt anh ấy? hay là sống với khuôn mặt của diệp hàm huyên cả đời thật không ngờ hai ngày gần đây anh ấy lại tạt cho cô một gáo nước lạnh tới tìm cô ta với thân phận là diệp hàm huyên cái gì mà đòi quay lại với con khốn này chứ tại sao mọi thứ tốt nhất trên thế gian đều thuộc về diệp hàm huyên còn cô ta cái gì cũng không có từ tình yêu thân phận địa vị đều không bằng diệp hàm huyên cô ta không can tâm vì thế cô ta phải cướp tất cả mọi thứ của diệp hàm huyên bằng bất cứ giá nào tiểu huyên em có khỏe không hả tần gia dung bị sự thâm tình trong đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tận tâm can ngớ người hỏi chẳng phải hai người mới gặp nhau sao tại sao anh ấy còn hỏi khỏe không chứ nụ cười nhạt nhòa phương nhẹ trên cánh môi mỏng của anh khẽ khàng tới mức tưởng cười mà không cười anh nhớ em phát điên mất rồi nếu cứ tiếp tục thế này anh phải làm sao đây anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà tần gia dung dù cố gắng lạnh nhạt thế nào cũng không tài nào làm được bởi lẽ cô ta đã đắm chìm trong sự ôn nhu vô hạn của kính thiên minh chúng ta đi thôi kính thiên minh nhìn về phía tần gia dung hồi lâu rồi chậm rãi quay lưng bước đi bước chân anh không nhanh không chậm nhưng làm cho người ta có cảm giác gì đó nặng nề. Khoan đã, em còn muốn mua. Tối nay, chúng ta còn phải đến biệt thự tần gia nữa, em quên rồi sao? Anh vợ sẽ về, nên chúng ta đi sớm thôi. Tần gia dung chỉ đành đi theo anh, kể từ hai hôm trước, kính thiên minh đã chấp nhận cô là vợ, một tia đắc ý, rất nhanh lướt qua trên khuôn mặt xinh đẹp của tần gia dung. Nếu cứ như vậy cũng tốt, cô ta vừa có được người đàn ông mình yêu, vừa là đại tiểu thư tần gia dù rằng sống cả đời còn lại bằng cái tên diệp hàm huyên thì có sao chứ còn về diệp hàm huyên đã có sự kinh dực lo liệu anh ta si mê con khốn đó bất chấp như thế nhất định sẽ chiếm hữu lấy cô ta mà dù có thế nào chăng nữa diệp hàm huyên cũng sắp chết rồi liều thuốc độc kia sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của nó vị tiểu thư này cô có sao không Người quản lý mở cửa ra thì thấy Diệp Hàm Huyên thẫn thờ đứng đó, hốt hoảng nói. Diệp Hàm Huyên cảm nhận được trong cổ họng có vị đắng chát. Dù cô có tin tưởng anh đến chừng nào chăng nữa nhưng không có nghĩa là cô không biết ghen. Nhìn người đàn ông mình yêu ngọt ngào với người khác mấy ai có thể kiềm chế nổi. Tôi không sao. Cái gì mà không sao chứ? Anh thấy chua lò mấy? cục cưng à, có phải Em ghen khi thấy cô gái kia Cười nói với anh không Sở kinh dực như ma quỷ Đột nhiên xuất hiện nói Hơn nữa còn với một bộ dáng lưu manh vô cùng Ghen cái đầu anh ý Diệp Hạ Huyên khinh bỉ nói Người này sao lại đáng gợi đòn đến thế cơ chứ Ồ em là đang ghen Với cái đầu anh Vì suốt ngày được ở bên anh sao Diệp ma nữ Anh cho em hôn nè Màu lại đây Diệp Hạ Huyên khóe miệng giật mạnh Người này có khả năng suy luận thật cao, y quy vô cực mất rồi. Anh gì ơi, vậy chiếc áo nam này? Đương nhiên, gói luôn lại cho tôi rồi. Người quản lý khẽ ho khan nói, ý tôi là anh không định thử cùng phu nhân à? Đương nhiên không cần rồi, cô không nhìn thấy bản mặt đẹp trai chết người của thiếu gia đây sao, mặc gì chả đẹp, không cần thử. Nói đoạn, anh nhân cơ hội dịp hàm huyên không để ý, tiến sát lại gần, siết chặt cầm nhỏ của cô, cong môi cười khẽ. Anh nói có đúng không, cụ cưng? Anh cút cho em. Sở kinh dực làm bộ ôm ngực, đau đớn nói. Phu nhân thật vũ, ôi, trái tim yếu đuối của ta, cầu an ủi. Diệp hàm huyên bật cười ha hà, người này thấy cô u sầu nên cố tình chọc vui cho cô đây mà. Có một người bạn tri kỳ như sở kinh dực, Diệp hàm huyên cảm thấy đây là điều may mắn nhất, cũng là điều tuyệt vời nhất. Đột nhiên, cô cảm giác có đôi mắt sắc bén như hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua cơ thể, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không có ai, là cô ảo giác đi. 23 giờ 30, biệt thự Tần gia. Khác với đại hội gia tộc của Kính gia, Tần gia đại hội được tổ chức vào giờ khuya hơn, điều này có liên quan tới một truyền thuyết xa xưa của gia tộc này. Tương truyền rằng ngày đại hội gia tộc cũng chính là ngày băng hà của Tần Thủy Hoàng, tổ tiên của Tần Gia. Trước khi về với miền cực lạc, Tần Thủy Hoàng đã để lại một đạo di chiếu cho hậu bối, đó là phải làm lễ vào lúc 22 giờ, hơn nữa phải thắp nến khắp mọi nơi trong quá trình làm lễ. Diệp Hàm Huyên chắp tay đứng lặng lặng trong biển người, dù có đông người tới đâu, nhưng tuyệt đối không có một chút tạp âm, chỉ có tiếng gõ mõ, khe khẽ cùng thanh âm ngân vang của vị sư già. Đây là lần thứ hai Diệp Phạm Huyên được chứng kiến buổi lễ này, quy mô không phải nói. Hơn nữa lại không tốn biết bao nhiêu tiền của. Không biết vị Tần Thủy Hoàng kia ở dưới suối vàng có mỉm cười mãn nguyện hay không. Cũng may buổi lễ đã sắp kết thúc. Nếu cứ đứng thế này cô sẽ mỏi chân chết. Diệp Phạm Huyên nhìn chiếc bụng hơi nhô ra của mình nói thầm. Bảo bối à sắp kết thúc rồi, mẹ sẽ cho con sống trong một gia đình trọn vẹn, có ba, có mẹ, có bác trai. Chừng 15 phút sau, vị sư chủ trì đứng dậy, ra hiệu cho mọi người ra bờ sông phía sau biệt thự tần gia. Nghi thức cuối cùng của buổi lễ chính là thả đèn lồng. Diệp Hàm Huyên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đến. Ừm. Diệp Hàm Huyên vốn muốn tiến lên, bất chợt có bàn tay ai đó từ phía sau bịt miệng cô lại. Không được, Diệp Hàm Huyên ra sức vòng vẫy nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của người kia chỉ là vô tác dụng. Cô cứ thế, bị người lôi ra xa. Đôi mắt cô bỗng nhỏa đi, nhìn ánh nến lung linh trải dài khắp một bờ sông rộng. Bất giác, Diệp Hàm Huyên nghĩ đến tiểu bảo bối còn chưa kịp chào đời. Bản năng của người mẹ chốt dậy, cô tập trung hết sức lực của bản thân, huyết mạnh tay về phía người đằng sau điều ngạc nhiên là người kia không hề né tránh để mặc cô đánh a à, đau đấy nhé Diệp hàm huyên còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã ngã nhào ra bãi cỏ kéo theo thân thể của cô nằm sấp xuống giọng nói này mùi hương này nam tính này khiến cho trái tim cô không tự chủ được mà đập loạn liên hồi còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cả hai cơ thể dường như sắp nhập lại làm một thậm chí Cô cũng nghe tiếng tim đập thình thịch của anh Cả hơi thở nhẹ nhẹ của anh Phả qua trái tay cô Mọi thứ đều nóng rực Cả ánh mắt Anh đang nhìn cô nữa Tiểu huyên bé bỏng Em để anh sắp chết rồi Thanh âm tả mị Vô lại của anh lần nữa vang lên Cô không mơ là anh thật Diệp Hảo Huyên lúc này Mới ý thức được Đuổi cô đang chạm vào thứ gì đó của anh Cảm xúc vừa thẹn Vừa bực ập đến Cô chỉ hận không thể đào cho mình một cái lỗ chui xuống. À, anh. Cơ thể mềm mại của cô thoáng chốc bị anh xoay người đè xuống, nháy mắt, tình thế đã đảo ngược. Mặt đối mặt, hai đôi mắt giao nhau trong không trung, tư vị thật khó lên lời. Anh từ trên cao nhìn xuống cô, mắt đen lấp lánh, nụ cười rực rỡ trên bờ môi mỏng khiến cho người ta cảm thán. Thì ra mọi điều trên thế gian này cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi. Kính thiên minh hài lòng Nhìn về mặt kinh diễm của vợ yêu nhà mình Lại tự mãn với giá trị nhan sắc của bản thân Hay đẹp quá cũng là cái tội Lại nhìn đôi môi Đang mím chặt của cô Tự như đóa anh đào chớm nở Đem theo mật ngọt chết người Trong lòng lại có một cảm xúc dâng trào Không kịp nghĩ nhiều Liền cúi đầu phủ xuống Đôi mắt phượng trợn trừng lên Chưa kịp phản ứng Đã cảm nhận được Chiếc lưỡi càn quấy của anh trượt vào trong miệng, thăm dò loạn lên, giống như đang muốn đùa dẫn cô triển miên không dứt. Diệp Hàm Huyên cảm thấy có một mùi hương hoa lê thấm ướt môi, lưỡi mình, thậm chí còn chảy vào tận trong tim. Dưới đáy lòng có thứ gì đó điên cuồng gào thét, đoạn tình cảm kìm nén bấy lâu như muốn phá tung cơ thể nàng mà trào ra, đôi môi mỏng hơn cánh hoa của anh dày vò cả lý trí, cơ thể cô đầu óc cô lúc này chỉ còn một mảng hỗn loạn, trống rỗng, bất giác hốt hoảng nhìn vào đôi mắt hòa đảo đục ngầu tình dục của anh. Nụ hôn kia mỗi lần, mỗi lần lại càng mãnh liệt, vừa bá đạo, vừa điên cuồng, chiếm hữu. Anh điên à? Diệp Hàm Huyên bị anh hôn đến sắp nghẹt thở, khó khăn để mạnh anh ra. Mà người kia như bạch tuộc cuốn quýt lấy cô, có đầy thế nào cũng không chịu đứng dậy trái lại còn miết tay vào cầm cô khàn giọng nói anh đã nói anh điên lâu rồi mà đều vì em cả em liệu liệu xem chịu trách nhiệm thế nào đi hả Dịp hàm huyên ngẩn người chậm rãi tiếp thu lượng thông tin anh vừa nói không lẽ ngày đó anh chính là nói những lời đó với cô chứ không phải tần gia dung giả mạo kia và lại bây giờ cô đang mang mặt nạ ra người do sở kinh dược đặc chế không có khả năng lại bị anh phát hiện dễ dàng vậy anh anh sao có thể biết được kính thiên minh bật cười lớn khi trông thấy từng biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo của cô hóa ra hôm đó em ăn giấm chua sao hơn nữa là còn ghen tị với chính bản thân mình ha ha lúc này dịp hàm huyên mới xác định chắc chắn mấy câu xuyến sầm như rất nhớ tiểu huyên bé bỏng của anh hay em có khỏe không nhớ phát điên thì ra là nói với cô Một cỗ cảm xúc không rõ tư vị ập đến Anh còn chưa trả lời em Diệp Ảm Huyên cố gắng che đi vẻ ngượng ngùng của mình gằn giọng nói Đôi mắt đẹp của anh cong lên như trăng lưỡi liềm Ở ngay trên đỉnh đầu khẽ nói Vì chỉ có khi Ở bên cạnh em Trái tim của anh mới mất kiểm soát Làm ra những hành động kỳ lạ đến nhường này Chỉ giỏi dẻo miệng Có quỷ mới tin anh không cần ma quỷ Không cần người đời Chỉ cần em tin anh là đủ Người này từng câu Từng chữ đều ngọt như đường dịp Hàm Huyên sợ bản thân Sẽ không kìm được Mà để anh ta ngay tại đây mất Hắng giọng nói Anh mau để tôi ngồi dậy Người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ Thời điểm còn chưa thích hợp Kính Thiên Minh hất cảm vô sỉ nói Tại sao còn chưa thích hợp Nếu vợ thích anh Nguyện cùng anh lăn giường 7 ngày 7 đêm ý tứ của mình bị xuyên tạc 180 độ. Cô trừng mắt nói, anh đừng có mà quá phận. Ngoài kia, còn người của Ly Mộ lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Không sao, đã có anh đây rồi. Trên cuộc đời này, còn gì hạnh phúc hơn nếu có một người đàn ông yêu bạn thật lòng, luôn là bờ vai vững chãi cho bạn dựa dẫm, lại kiên cố chở che cho bạn trước bão rông cuộc đời, mỉm cười với bạn, nói với bạn năm chữ, đã có anh đây rồi mọi gánh nặng sẽ theo đó mà trôi đi như dòng nước đôi mắt cô cay xè cảm giác muốn khóc chóp mũi đỏ ửng lên anh buông em ra em còn có việc cần phải giải quyết ngón tay trỏ của anh cốc nhẹ vào cái chán chân bóng của cô bá đạo nói em đấy luôn bướng bỉnh như thế liều lĩnh như thế làm cho người ta lo lắng như thế sau lần này không cho phép em rời xa anh thêm lần nào nữa không cho phép người đàn ông khác siết cảm em, động vào em, không cho phép được thân mật, cười nói với người đàn ông khác, cự ly là 5 mét, không cho phép. Nghe một chàng dài điệp khúc, không cho phép, Diệp Hàm Huyên cảm giác đầu mình sắp nổ tung tới nơi, rồi lại cười khúc khích. Ha ha, anh mới chính là người ăn giấm chua, bình giấm chua thối này. Người kia mặt không đổi sắc, hơi thở trầm ổn, không biết xấu hổ nói. Anh chính là bình giấm chua thối, còn em Hừ, một đóa hoa đào nát, chuyên gia chọc hoa đào, từ giờ không cho phép em chọc thêm đóa nào nữa. Người này lại bắt đầu rồi, Diệp Hàm Huyên tự nhầm, hoa đào của cô đếm trên đầu ngón tay, kể ra chỉ có anh và Hạo, còn sở kinh dược kia, anh ấy nói coi cô như em gái ruột thịt của mình, vậy mà tên chồng này cũng ghen được, thật hết chỗ nói. Đôi môi mỏng của anh chậm rãi nhả ra, Tiểu Huyên, hứa với anh. Ừ. Cô nghe có tiếng cười khẽ của anh, sau đó anh dịu dàng đỡ cô ngồi dậy. Từng tức ra thịt, tiếp xúc với anh như có điện giật. Cô cứ ngỡ rằng khi gặp lại anh sẽ phải hỏi thật nhiều, phải để anh giải đáp mọi nghi vấn trong lòng cô. Nhưng khoảnh khắc này, Diệp Bảo Huyên chợt nhận ra chỉ cần nhìn sâu vào trong mắt anh, được vòng tay của anh ôm chặt, thì tất cả đều đã không quan trọng nữa. a à, hoa đàng đẹp quá. Trong đêm tối, cô người dựa vào vai anh, trỏ tay về phía bờ sông đằng xa, nhau mắt nhìn đoàn người tấp nập, thả hoa đăng xuống nước. Chẳng mấy chốc, những chiếc bè nhỏ hình cánh sen tinh xào ở giữa con ngọn nến đang cháy rực rỡ, trôi giạt rào khắp mặt sông. Sóng nước dập dình, nhảy múa cùng ánh lửa, đem tinh hoa của vạn vật tích tụ từng lớp. Nghe nói, viết điều ước lên hoa đăng sẽ linh thiêng em không có mong ước gì sao diệp hàm huyết ngọt ngào nhìn anh nói em còn có mong ước gì nữa mong ước lấy được tam phu tứ quân sao kính thiên minh nhàn nhạt, nhạt nhìn cô nói em dám sao cái mông của anh lành hẳn rồi nói tới cái mông sắc mặt của kính thiên minh lạnh hẳn đi vết thương đã lành lại bị cô đem ra trêu chọc anh sao có thể không phẫn nộ cơ chứ có sẹo không đấy? Em không muốn có một ông chồng mang theo cái mông xấu xí cả đời không? Đôi lông mày của anh cao lại, khí tức màu đen tích tụ, mỗi lúc một dày đặc, cười gần nói. Anh không ngại, cho em thử ngay đâu đấy. Anh tốt nhất, cẩn thận vào cho em. Tần Gia Dung, động vào anh chỗ nào, em chặt chỗ đó. Nói đoạn, cô mau lẹ thơm lên má anh một cái, thì thầm nói. Tiểu Minh Tử, ngoan ngoãn, chờ bổn cung sủng hạnh đi. Ngay lúc kính thiên minh, còn đang đơ phỗng như tượng, thì cô đã đứng dậy, bước nhanh về phía trước không xa, có một cô gái đang đứng ở đó. Hi hi, xin lỗi thiên ân, chị gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Bạch thiên ân trầm ngâm một hồi, như đang suy nghĩ gì đó nói. Em thấy, không phải chuyện ngoài ý muốn đâu, nãy giờ, em thấy hết rồi. Hay, chỉ khổ cầu độc thân như em bị nhét cho một bụng đầy thức ăn chó. Diệp Bảo Nguyên có chút mất tự nhiên, em gái này chứng kiến cảnh cô bị cưỡng hôn, thật không vui chút nào, ít nhất người cưỡng hôn cũng phải là cô chứ, mà cậu độc thân không lẽ giật ca lại gây họa rồi. Thiên ân à, em nói như vậy không sợ, giật ca thương tâm đến chết sao? Bạch Thiên ân nhìn về phía đài cao, có bóng người đàn ông to lớn mạnh mẽ như chim ưng mỉa mai nói em lại sợ anh ta quá cơ đợi xong vụ này anh ta làm thượng tướng của anh ta em làm siêu trộm của em nước sông không phạm nước giếng với vẻ mặt kiên quyết Cuột cường của cô gái trẻ diệp hàm huyên chỉ đành thở dài con đường chinh phục trái tim mỹ nhân của lão giật nhà cô sẽ còn gian nan lắm thay chị chúng ta đến góp vui thôi sau lễ thả hội hoa đăng là đến lễ hội thả đèn trời rồi em vừa nhận được tín hiệu của dương tỷ cờ rai sắp hành động rồi ừ diệp hàm huyên cùng bạch thiên ân xuyên qua đoàn người tiến về phía đài cao làm lễ xa xa dọc đường đủ mọi ánh mắt nhìn hai người mỹ nhân bình thường hấp dẫn ánh mắt người ta đã đành đằng này lại là hai đại mỹ nhân mỗi người một vẻ một người mang vẻ đẹp tươi trẻ ngông cuồng một người vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn Đối với những ánh mắt tìm tòi có, tò mò có, ghen tị có, hâm mộ có, kinh diễm có, Diệp Hàm Huyên cảm giác lớp mặt nạ sang người của mình như sắp bị xuyên thùng. Cô biết trong đám người kia có cờ rai trà trộn, y đứng một góc và quan sát như con hổ giữ rình mồi. Kể ra cũng phải cảm ơn Tần Gia Dung, à không, phải nói là chấp niệm, si mê của cô ta dành cho kính thiên minh mới đúng. Sau khi được cờ rai cứu khỏi ngục, cô ta đã lén lút, đi tìm sở kinh dực. Bảy mưu lập kế, cô ta không can tâm tình nguyện, làm con cờ dưới tay cờ rai, vì thế đã xảy ra sai số. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của cờ rai chính là bắt cô làm con mồi, dụ kính thiên minh đến. Diệp Hàm Huyên chắc chắn một điều, dù cô có đến Mông Cổ hay không, y cũng sẽ tìm mọi cách bắt được cô. Sau đó, từng chút, từng chút làm lung lay ý chí, đạp đổ niềm tin của cô. Vào thời khắc cô yếu mềm đó, y dùng thuật thôi miên cô, thao túng cô nhảy xuống vực tự vẫn. Mà kính thiên minh cũng vì thế mà nhảy xuống cùng cô. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì cô và anh sẽ cùng chôn thân dưới đáy vực thẳm, dưới lòng sông đầy đá nhấp nhô. Diệp Hàm Huyên mới điều tra kỹ về lưu lượng dòng chảy của con sông, vốn bình thường sông rất cạn, trùng hợp thay đúng dịp đó có trận lũ trên thượng nguồn đổ xuống cũng cuốn trôi mọi toan tính của cờ rai. Đã có đêm, Diệp Hàm Huyên gặp ác mộng, kính thiên minh vì làm tấm đệm thịt cho cô mà cơ thể nát vụn, anh chết rất thảm. Diệp Hàm Huyên đã dụ dỗ ông ta và bẫy sau so cô răng ra, thậm chí cô còn có cơ hội kết liễu ông ấy nhưng cô không làm được. Suy cho cùng, cô vẫn không đủ độc, đủ ác, đủ tàn nhẫn, thành ra không bảo vệ được bản thân làm liên lụy tới những người xung quanh. Cho nên đêm nay, cô sẽ không tiếp tục nhân nhượng ông ấy nữa. Ông ấy đã tuyệt tình, đừng trách cô tuyệt nghĩa. Còn vì phía tần gia dung, cô ta với sở kinh dực, ban đầu muốn chia rẽ cô với kính thiên minh. Tần gia dung muốn dùng gương mặt của cô, chiếm đoạt mọi thứ của cô một lần nữa. Xem ra đợt này, cũng phải tính luôn thủ cũ nợ mới với cô ta rồi. Ân, ai đây em? Tần cảnh giật đôi mắt đen thâm thúy lóe sáng Cường chiều nhìn Bạch Thiên Ân hỏi Đây là cô cô của em đấy Không phải đã có lần Em kể cho anh nghe rồi sao Bạch Thiên Ân kiềm chế cơ miệng Không giật giật với giọng nói ngọt sớt của ai kia Bình tĩnh nói Diệp Hàm Nguyên Sớm đã có chuẩn bị từ trước Ưu nhã bước lên nói Nghe danh đã lâu Tần Thượng Tướng Tôi là Trầm Tịch Hy Lần này tới đây vì muốn thay mặt anh trai xem bạn trai của con bé thế nào ba chữ trầm tịch hy vừa vang lên như có ngọn đá ném mạnh vào mặt hồ tĩnh lặng cái tên này người trong hắc bạch giới có ai không biết trầm tịch hy chính là em gái cưng của trầm uyên lão đại của hắc hy một trong bốn tứ trụ một cô gái nổi tiếng với thủ đoạn tàn khốc lãnh huyết không kém nam nhân lại còn là một sát thủ nổi đứng đầu bảng vàng trên thế giới mọi người ai nấy tưởng như hít phải một ngụ khí lạnh. Theo như những gì Trầm Tịch Hy nói, quan hệ của cô ta với bạn gái của Tần Cảnh Giật xác thực không tệ, còn rất tốt. Không lẽ Tần Gia và Hắc Hy sắp liên hôn? Diệp Hàm Huyên và Tần Cảnh Giật bắt tay nhau, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giật Ca, Diệp Hàm Huyên thật muốn cười lớn một trận. Lần này, mượn tạm thân phận của Trầm Tịch Hy, dùng khuôn mặt của Trầm Tịch Hy xuất hiện, tính về vai vế, giật phải gọi cô một tiếng, cô cô. Một cái đại thân phận này cũng đủ hố cha cha. Cô cô, không cần khách sáo. Bạch Thiên Ân dường như cảm nhận được lời tiếp theo của tần cảnh giật không tốt đẹp gì, vội kéo tay Diệp Hàm Huyên, điểm đạn nói. Cô cô đừng lo, giật đối xử với cháu rất tốt, việc riêng này hay là nói sau đi cô cô. Ân, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sao có thể không vội tần cảnh giật mím môi thanh âm khàn khàn mang theo như tình nói bạch thiên ân nhìn tần cảnh giật với ý tứ cảnh cáo đừng chạm tới giới hạn của tôi tần cảnh giật sẽ có một ngày anh chính là giới hạn của em hai đạo ánh mắt giao vô chạm trong không gian người ngoài nhìn vào lại là một màn liếc mắt đưa tình tình ý giạt rào tần gia dung từ phía sau bước lên đưa tay nhìn Diệp Hàm Huyên nói, hóa ra là Trầm tiểu thư. Lần trước tôi thất lễ rồi, mong cô bỏ qua cho. Tôi là Diệp Hàm Huyên. Sở Dĩ Sa Dung có thể nhận ra Diệp Hàm Huyên là cô gái hôm đó ở trong phòng thay đồ là vì chiếc áo dạ màu xanh sapphire cô mặc hôm nay, chiếc váy dạ trùng tôn lên dáng người cao gầy của Diệp Hàm Huyên, màu xanh đậm kia lại càng tăng thêm vẻ lạnh lùng cho chủ nhân của nó cô đứng đó thản nhiên nhìn tần gia dung khẽ nhấc miệng nói hóa ra là tần tiểu thư bảo sao tôi thấy giọng nói của cô quen thế một loại áp lực vô hình đánh ập về phía lồng ngực của tần gia dung khiến cô ta thấy khó thở khó trách người này cao ngạo như thế thì ra là trầm tịch hy chỉ là một người lạ tần gia dung chưa bao giờ gặp nhưng khi nhìn vẻ tùy ý ung dung lại tự tin trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia, Tần Gia Dung lại thấy ghen tị, khó chịu trong lòng. Cái khí chất chết tiệt kia cũng thật giống Diệp Hàm Huyên, hiện tại cô ta đang phải gồng mình lên bắt trước. Trầm tiểu thư, đừng khách sáo, hoàn nghênh cô đến thăm Tần gia chúng tôi. Diệp Hàm Huyên gật đầu cười, lờ đã nhìn về phía bụng bầu nhô lên của Tần Gia Dung, sở kinh dực nói, thời gian cô ta thụ thai gần như trùng với cô. Nghĩ đến hôm cô và kính thiên minh động phòng, Tần Gia Dung không phải là bị người ta. Tần Tiểu Thư sắc mặt có vẻ không khỏe lắm nhỉ. Không giấu gì Trầm Tiểu Thư, đều tại thằng nhóc trong bụng này, quá mức nghịch ngợm rồi, hại mẹ nó đau muốn chết. Tần Gia Dung không chỉ muốn nói riêng với Diệp Hàm Huyên, mà còn muốn công bố với tất cả mọi người, cô ta đang mang trong mình cháu đích tôn của kính gia. Có rất nhiều người vội lên tiếng chúc mừng, tương lai đây chính là tiểu thái tử lấp lánh kim quang đấy. Chỉ là đám người kia còn chưa kịp tiến lên thì tử tô đã che chắn trước mặt tần gia dung từ lúc nào, mặt lạnh nói. Các vị, tiểu thư đang trong thời kỳ nhạy cảm, nhớ có xảy ra sai sót gì, mong các vị thông cảm. Đám người thấy vậy cũng không tiện lại gần tần gia dung, chỉ đành đứng đằng xa chúc mừng các kiểu bàn tay diệp hàm huyên nắm chặt dưới gấu áo tử tô cuối cùng chúng ta vẫn phải là đối mặt rồi người cấp dưới mà cô rất mực tin tưởng rất nhiều chuyện đều để cậu ta giải quyết thật không ngờ lại là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà sẵn có thuyết lực của cờ rai ở cuộc tình báo lại có tử tô giúp sức tần gia dung có khi chẳng phải động một cái móng tay ý chứ bất chợt bảo bố trong bụng cô khai động có cảm giác buồn chồn gì đó rất khó tả. Diệp Hàm Huyên mặt không đổi sắc, nụ cười lạnh lùng như ánh trăng vẫn luôn treo trên khóe môi khuynh thành của cô. Cô nói thầm, "Bảo bối, con buồn phải không? Mẹ sẽ không để con ủy khuất, giống như mẹ năm xưa đâu. Những thứ thuộc về con, mẹ sẽ đòi lại, sẽ cho con một gia đình ấm áp, hạnh phúc." Cũng may, nhờ có chiếc áo dạ rộng thùng thình kia, vừa vặn che đi tiểu bảo bối trong lòng cô và lại Diệp Hàm Huyên mang thai thuộc thể loại gọn đến tháng thứ tư bụng vẫn còn chưa to lắm chúc mừng cô Diệp Hàm Huyên chúc mừng cô Diệp Hàm Huyên cũng buông một câu chúc Tần Gia Dung hãnh diện nhận lấy lời chúc của mọi người trong lòng thỏa mãn cuối cùng mọi thứ của Diệp Hàm Huyên cô ta đều nắm trong lòng bàn tay còn Diệp Hàm Huyên giờ này chắc hẳn đang bị sở kinh dực giam cầm trong một nơi hoang vu nào đó vừa hai hôm nay con khốn đó sẽ phát độc mà chết nhìn xem kẻ mỉm cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng ân đây chính là cô cô còn thường nhắc đến với mẹ sao tần phu nhân vui mừng khi trông thấy con dâu tương lai dẫn theo người nhà đến xem mắt nếu vậy ngày con bé và giật nhà bà cưới nhau không còn xa nữa đâu cùng lúc Bà cũng đánh giá cô gái xinh đẹp trước mặt. Bạch Thiên Ân túng quẫn vô cùng. Bác gái lại xưng hô với cô là mẹ như này, không phải đại biểu cô là vợ tần tiện nhân kia sao. Nhưng lúc này, đang là thời điểm quan trọng, cô đành ngậm bù hòn làm ngọt, cười nói. Vâng, đây chính là cô cô của cháu. Tần phu nhân. Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp nói xong, thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của bà. Bà ôm cô rất chặt, rất chặt bà còn vỗ lưng cô nhẹ nhẹ. Mọi người đều mắt chữ A, mồm chữ O, không hiểu chuyện gì xảy ra, thì tần phu nhân cùng lúc cũng buông Diệp Hàm Huyên, bà nhẹ nhàng nói, lâu rồi không gặp, bé Hy. Diệp Hàm Huyên kín đáo, nhìn Bạch Thiên Ân với đại ý, hai người này quen nhau sao? Bạch Thiên Ân, em chịu cứ nghĩ. Được rồi, Diệp Hàm Huyên bất đắc dĩ cười nhẹ. Vâng. Cách đó không xa, Diệp hầm Huyên mắt phượng nheo lại khi nhìn thấy một cô gái đang giận dữ đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn trong đêm tối như muốn bốc hỏa tới nơi. Người còn chưa rõ đã nghe thấy giọng nói thanh thúy vang lên. Tần Gia Huyên, cô là đồ đàn bà đê tiện, thằng con hoang trong bụng đó, cô dám nói là của Minh Ca. Cuối cùng cũng đã đến. Tô Di Anh so với ba tháng trước thay đổi không ít, trên khuôn mặt hồng ngào đã có da có thịt hơn lúc này đây vì phẫn nộ mà đôi mày ngài nhăn tít lại tần gia huyên uổng công tôi còn định chúc phúc cho hai người vậy mà cô lại phản bội minh cô cô khốn nạn ti tiện tô di anh dường như chửi còn chưa đủ tranh chua nói tiếp tần gia huyên cô đừng tưởng đứng đó có người che chắn là có thể bao che chuyện này tôi hôm nay phải nói cho cả thế giới biết cô bẩn thỉu đê tiện nhường nào tần gia dung có chút hoảng sợ tô dĩ anh này hùng hồn xông vào đây thế này khẳng định có chuẩn bị từ trước nhưng rất nhanh cô ta lấy lại bình tĩnh sao phải sợ cô ta hiện giờ không những là đại tiểu thư tần gia mà còn là kính thiếu phu nhân của kính gia kính thiên minh tần cảnh giật hay phu phụ tần gia đều cương chiều tin tưởng cô ta hết mực như thế sợ gì chứ tô tiểu thư cô biết tội phỉ báng danh dự người khác phạt tù bao nhiêu năm không tần gia dung những tường chấn áp được tô dĩ anh chỉ là lời cô ta lại càng phản tác dụng như đổ thêm dầu vào lửa chọc tô dĩ anh nổi khùng cô còn không biết xấu hổ nếu không phải hôm nay tôi phanh phui mọi chuyện chắc chắn cô định lừa dối minh ca cả đời tôi biết cô luôn không ưa tôi hôm nay là đại hội tần gia cô tốt nhất đừng có làm bậy Tần Gia Dung lãnh khốc nói, thật cao cao tại thượng. Mọi người còn đang ngỡ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Diệp Hàm Huyên gầy gầy ngón tay tinh xảo nói, Tần Tiểu Thư cứ bình tĩnh, đừng có cả vú lấp miệng em thế chứ. Vị Tiểu Thư này, nói gì thì nói đi, bồn Tiểu Thư bảo kê cho. Cô, thù dai, chuyện ở phòng thay đồ hôm đó, đúng là tôi sai, tôi cứ tưởng cô bỏ qua rồi. Dịp Bám Huyên cười gợi đòn nói, đấy là việc của cô, quên không nói cho cô biết, tôi chính là tiểu nhân, đặc biệt nhớ dài thủ lâu đấy, không thích bỏ qua cho cô thì làm thế nào? Tần gia dung cạn lời, mọi người cũng cạn lời toàn tập. đã sớm nghe qua tính tình của vị trầm tiểu thư này thực không tốt, chỉ là không ngờ lại xấu như vậy, thực càn quấy, không kiêng nể gì ai, nhưng ngặt nỗi người ta có quyền có được chưa hả ai dám mo he gì đây tô dĩ anh đôi mắt mang theo tinh quang lấp lánh tràn ngập bái phục nhìn về phía diệp hàm huyên chị đại lầy ngầu quá quá đỉnh. tô dĩ anh cảm giác bản thân là nữ hiệp, cứu giúp nhân thế còn ả à đê tiện kia phải chị không để cho chúng nó đẻ trứng em gái có chuyện gì lên đây nói đi diệp hàm huyên vời tay về phía tô dĩ anh nói khác với kỳ vọng trong tưởng tượng của tần gia dung, tần cành giật và tần phu nhân trầm mặc không nói lời nào, còn kính thiên minh và tần lão gia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. một cố bất an mơ hồ nhen nhóm dần. bác gái mọi người tô dĩ anh bước lên đài cúi đầu lễ phép nói chỉ những người có địa vị cực cao ở tần gia và gia chủ của những gia tộc lớn khác mới có tư cách đặt chân lên đây Tô gia tuy có địa vị khá cao, nhưng ở đế đô, đầm rồng hang hổ này, tuyệt không thể khinh xuất, tránh kéo thêm đại thù cho gia tộc. Tần gia huyên này là bất đắc dĩ, kính thiên minh là người đàn ông, Tô Di Anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có trời mới biết, nhìn thân ảnh hai người, sánh đôi nhau ở đại hội kính gia ngày ấy, cô đã đau biết chừng nào, nhưng không thể không phủ nhận, hai người như một cặp trời sinh dành cho nhau. Lúc Tần Gia Huyên bị bôi đen, cô đã vui sướng biết chừng nào vì người phụ nữ này không xứng đáng với anh ấy. Anh ấy sẽ rất nhanh ly hôn cô ta thôi. Nhưng mà hy vọng lại một lần nữa bị dập tắt. Anh ấy cưng chiều bế cô ta rời đi. Lúc ấy, Tô Di Anh quyết định phải buông tay, phải quên người đàn ông cao lãnh mà ôn nhu kia đi, phải xóa hình bóng kia. Đoạn tình cảm kia sau 3 tháng cứ ngơ đã nhạt nhòa dần rồi biến mất chỉ là tô dĩ anh đã nhầm đã đánh giá nhẹ sức hút của người đàn ông kia cũng đánh giá bản thân cô quá cao tô dĩ anh biết cả đời này kính thiên minh sẽ không bao giờ yêu cô đâu nhưng vậy thì có sao có ảnh hưởng gì tới tình yêu cô dành cho anh ấy cô không thể để anh ấy mù quáng bị người phụ nữ kia lừa gạt bây giờ khi biết sự thật vũ phàng này anh ấy đau một, còn hơn mai kia đau mười. Chờ khi kính thiên minh xuất hiện, chính tay tôi sẽ đưa bản giám định huyết thống ADN này cho anh ấy xem, để anh ấy biết bộ mặt thật giả tạo của cô. Lại là giám định ADN, 90% người ở đây đều có mặt ở đại hội kính gia lần ấy. Hai bản giám định ADN đó đã gây ra sóng gió gì, có ai mà không biết. Sự thật động trời Che giấu hơn 20 năm theo đó Là phơi bày ra ánh sáng Có lần này Ngữ khí tự tin của Tô Duy Anh Liệu có phải hay không Chuyện kia là thật Tần Gia Dung bàn tay không kìm được Mà run rẩy Tận lực giấu sau lưng Không để ai trông thấy Lại là bản xét nghiệm ADN Không thể nào Tại sao Tô Duy Anh lại có mẫu ADN của đứa nhỏ trong bụng cô và cả của kính thiên minh điều này không có khả năng kraya không lúc này phải gọi ông ta với cái tên dược phàm bởi lẽ ngoại trừ diệp hàm huyên gia tuyệt nhiên không có ai biết thân phận thật sự của ông ta ông ta cứ như thế mà đàng hoàng bước tới thầy tần gia dung có chút kinh động khi trông thấy dược phàm cứu tinh của cô ta tới rồi lần này trở về với thân phận khác chứng kiến một màn hai thầy trò nhà kia Diệp Bảo Huyên cũng phải công nhận diễn đạt quá tốt đặc biệt là Dược Phàm vẫn là khuôn mặt nhân hậu huyền tử nụ cười ấm áp chỉ là không phải dành cho cô nữa Xin lỗi ta tới muộn Tiểu Huyên con sao thế Tần Gia Dung mím môi lắc đầu con không sao Tô Dĩ Anh cười lạnh cô bây giờ tất nhiên không sao để xem chút nữa cô còn nói được câu này không Bầu không khí dương cung bạt kiếm này cũng thật khiến cho người ta khó chịu. Diệp Hàm Nguyên thầm than. Kính thiên minh, anh ta núp xó nào rồi không biết, mãi vẫn chưa xuất hiện. Bảo bối trong bụng cô lại không ngoan ngoãn chút nào. Chừng vài phút sau, bóng hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện, nổi trội giữa đám đông. Hắn đem theo, nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bước chân hữu lực từ từ bước đến. Để mọi người chờ đã lâu. Sở kinh dực nghiêm cẩn nói, lần này hắn còn đại diện cho sở gia mà đến là bộ mặt của gia tộc tần gia dung cảm giác đôi chân sắp trụ không nổi nữa giờ này sở kinh dực không phải đang ở bên diệp bảo nguyên hay sao tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây chứ không lẽ diệp bảo Huyên phát độc mà chết nên hắn tới đây tìm cô ta tính sổ sao không thể a à, rõ ràng là cô ta cung hạ một liều lượng không hề nhẹ trên người sở kinh dực chất độc không màu không mùi không vị lại thấm qua da một cách dễ dàng độc sẽ ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng mà chết sở kinh dực dù có là hoa đà tái thế cũng khó lắm cứu chữa diệp ảm huyên đã chết không có lý do nào anh ta còn đứng ở đây hay là có huyền cơ gì khác a à, diệp ma nữ sở kinh dực tà mị cười nhớn mày tiến về phía tần gia dung nói trước câu nói để hàm ý của sở kinh dực tìm đèn của tần gia dung như giật thóp người này tại sao lại đến đây quấy phá cô ta chứ không thể được nếu cờ rai biết cô ta bắt tay với sở kinh dực lại còn để diệp hàm huyên sống sót ông ta sẽ không tha thứ cho cô đâu cờ rai là con quỷ dữ độc ác đến cả con khốn diệp hàm huyên kia bao năm kêu ông ta là thầy ông ta còn không tha càng huống chi cô ta lại là sở kinh dực chào anh tần phu nhân lúc này đột nhiên lên tiếng mắng yêu con bé này sao lại gọi thằng bé một cách xa lạ vậy chứ từ nhỏ đến lớn không phải vẫn luôn là sợ thần kinh sao dạ nhưng bọn con đều đã lớn rồi không còn như ngày xưa nữa tần ra dung tùy tiện tìm một cái lý do chẳng lẽ ép cô ta nói rằng chính hắn không cho cô ta gọi như thế bởi vì cô ta không phải là tiểu huyên của hắn. Hay, tùy con vậy, mà lão gia nhà này cũng thật kỳ cục, vừa làm lễ hoa đăng xong, là biến đâu mất, giờ sắp đến giờ, thả đèn trời cầu phúc, mà vẫn chưa thấy đâu. Tần cảnh giật nãy giờ, đều chuyên tâm vút ve lọn tóc xoăn của Bạch Thiên Ân, lúc này lại cười ôn hòa nói, mẹ đừng vội, cha và em rể, làm gì đó thần bí lắm, chắc không phải, muốn dành cho mẹ và tiểu huyên, một món quà bất ngờ nào đấy chứ từ sau vụ tần gia dung không mang huyết thống tần gia bại lộ quan hệ giữa tần phu nhân và tần lão gia hỏa hoãn không ít trái lại hai người như vợ chồng son sớm tối bên nhau hại một đám người giúp việc trong nhà bị giải cho một đống thức ăn chó tần phu nhân chỉ ậm ừ gật đầu đáy mắt nhanh chóng xoẹt qua tia sáng lạ quả nhiên không để mọi người đợi lâu ngay sau đó tần lão gia nghiêm nghị đi đến đi ngay sau lưng ông chính là kính thiên minh khác xa so với ba tháng trước bố vợ và con rể nhà này cực kỳ thân thiết là đảng khác người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là cha con thân sinh bởi lẽ bình thường tần lão gia rất ít khi cười vậy mà lúc này để lộ tia cười hiếm có trên khuôn mặt tần lão gia tần lão mọi người bên dưới đều tự giác tránh giạt sang hai bên tạo thành lối đi cho hai người. Dù rằng tần lão gia đã rời giới quan trường hơn 10 năm, nhưng uy danh của ông vẫn còn đấy. Hơn nữa, tần gia thế hệ này còn có một thượng tướng trẻ tuổi, tần cảnh giật. Tâm lý con người lúc nào cũng thế, cường giả phi tôn, luôn kính trọng kẻ mạnh. Tần lão gia giơ tay ra hiệu chào, cũng không nói gì mà chống quyền trượng đầu rồng bước lên đài cao. Diệp Bảo Nguyên trong lòng ngũ vị tạp trần, vô tình nhìn vào đôi mắt đen như ngọc của kính thiên minh thì thấy trong đôi con ngươi kia tràn ngập bóng hình của cô giật mình né tránh tầm mắt của anh diệp bảo nguyên trong lòng mắng thầm người này sao không thể tiết chế một chút chứ nhỡ không may phía cờ rai và tần gia dung phát hiện ra điểm khả nghi thì sao chậm đã minh em có thứ đồ quan trọng nhất định phải giao tận tay cho anh ngay bây giờ tô dĩ anh lấy hết can đảm nói bất chấp tất cả nói không kịp để kính thiên minh trả lời tô di anh đã chạy như bay về phía anh vội vã kéo tay anh lên rồi đặt vào xin hãy tin em lần này tần gia huyên không hề xứng với anh cô ta cắm sừng anh đem thằng con hoang ở đâu về đổ hết cho anh em không chịu được sự việc diễn ra quá đột ngột ai cũng không ngờ thiên kim tô thị này lại lớn mật đến thế chưa kể đến việc phỉ báng con gái cưng nhà họ Tần mà giờ phút này chính cô ta đang làm chậm buổi tế lễ. Kính Thiên Minh cười nhẹ, ý cười kia ngập tràn đôi mắt, sau đó ngón tay tinh xảo bóc hồ sơ Tô Di Anh giao cho. Ừ, quả thực không tệ, quả thực là con hoang. Năm chữ, quả thực là con hoang như dội gáo nước lạnh vào tất cả mọi người có mặt ở đây. Ban đầu, mọi người tưởng rằng Tô Di Anh cố ý tới đây phá hoại vị tần tiểu thư kia bởi lần trước ở kính gia đại hội cô Tô này cũng không ưa gì người ta rồi còn đổ thêm dầu vào lửa may sao vị tần tiểu thư kia được tẩy trắng vì thế lần này họ cũng không dám tùy ý bàn tán lung tung nhưng bây giờ là tận miệng ngọc của kính thiếu gia kính thiên minh chồng của vị tần tiểu thư này nói ra đấy nhé có ông chồng nào không để ý danh dự của bản thân rồi đi bôi đen vợ mình không có ai điên tới nỗi tự cắm sừng mình lên đầu không anh 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 tin ư ha thì ra tình cảm thế non hẹn biển anh dành cho tôi cũng chỉ có thế mà thôi tần ra sung bàng hoàng đôi mắt to tròn ngây ngốc như chú nai sau tuyệt vọng thống khổ khôn cùng diệp hàm huyên nhìn một lượt đám người ở đây có ai không tự đeo lên mặt mình một lớp mặt nạ ngụy trang chứ tần gia dung kia diễn cũng quá đạt đi chính bản thân cô cũng không ngờ cô ta lại hiểu mình đến thế tần gia dung tiếp tục nói là ai luôn miệng một câu tiểu huyên hai câu tiểu huyên cái gì mà rất nhớ tiểu huyên bé bỏng của anh ai nói sẽ phát điên vì tôi sẽ yêu tôi cả đời thì ra niềm tin anh dành cho tôi cũng chỉ mong manh đến thế mà thôi Mẹ kiếp, Diệp Hàm huyên thật muốn chửi bậy. Còn khốn tần gia dung này, rốt cuộc ra mặt dày đến cỡ nào. Cô ta nói mà không hề thấy nhột. Đủ rồi. Kính thiên minh tựa hồ, sự kiên nhẫn cuối cùng đã bị tần gia dung đạp đổ, quay mặt ra phía nhiều người trịnh trọng nói. Các vị, quả thừa kết quả ADN mà tôi tiểu thư đây đưa cho tôi là hoàn toàn chính xác. Đứa trẻ trong bụng cô ta hoàn toàn không phải của tôi. Có người không nhịn được mà vò đầu bứt tai. Chuyện này thật phức tạp đi. Không ngờ nữ nhi tần gia lại thiếu gia giáo đến thế. Cái cô tần gia dung kia nát bét không phải nói. Thì ra tần gia huyên này cũng chả khá khẩm hơn là bao. Anh, sao có thể? Tần gia dung đôi mắt phẫn uất nhìn chầm chầm kính thiên minh. Người ngoài nhìn vào đều là nỗi oan không thể nói thành lời. Có thì cho tôi nói vài lời không? Sở kinh dực từ đầu tới cuối không mở miệng lúc này đây lại thêm củi nói Có thì kết quả của một mình cô tô đây mọi người sẽ bán tín bán nghi nhưng tôi còn làm một cuộc xét nghiệm ADN nữa Vừa nói sở kinh dực tháo một cục áo vét từ trong ngực lấy ra một tập hồ sơ anh giơ tờ giấy kết quả ADN lên cao và chuyên tâm nói với tư cách là một giáo sư chuyên ngành đa khoa, tôi có thể chắc chắn đứa con trong bụng của vị tần tiểu thư đây không phải con của anh Kính. Đám người phía dưới cuối cùng đã không nhịn được mà quay sang nhìn nhau bàn tán. Ô, oh, vậy Kính Tổng tiền nhiệm kia bị vợ cắm sừng rồi. Không phải cái sừng bình thường mà là một cái vô cùng lớn đấy. Vị tiểu thư họ tần kia không những ngoại tình mà có con riêng với người khác. Tôi thấy cũng quá cầu huyết đi đồ mặt dày không biết xấu hổ đồ hồ ly tinh tại sao mọi điều suy xẻo luôn đổ lên đầu cô ta tần gia dung không can tâm tại sao lúc diệp hảo nguyên sống với cái tên này nó luôn gặp may còn cô ta lại suy xẻo như vậy vậy còn tình yêu địa vị danh vọng đã nằm trọn trong lòng bàn tay của cô thì sao sẽ thành bọt nước tan biến sao không được người của tần gia nhất định sẽ vì quá khứ từng đối xử tệ bạc với diệp hàm huyên mà bao che cho cô ta hết thầy tần gia dung à đừng sợ sở kinh dực ha ha giờ thì tôi hiểu rồi tần gia dung cười phá lên đành thép nói là anh và tô dĩ anh cố kết hại tôi hỏng chia rẽ tôi và minh ca cả đời này tôi chỉ yêu mình minh ca anh từ bỏ đi diệp hàm huyên câm nín còn à Tần Gia Dung này, có phải quá tự cao không? Cô ta nghĩ mình là ai? Đến cả chính chủ hàng thật, giá thật, là cô đây, cũng không dám tự sướng. Lão sụt thần kinh kia, thích mình đâu đấy? Gan cô càng lúc, càng lớn rồi nhỉ. Tần Gia Dung Các người náo đủ chưa hả? Tiểu huyền là bảo bối của tôi. Cầm trên tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan. Tôi tuyệt đối không cho các người làm tổn hại con bé dược phàm âm ngoan nói hàn khí thấu xương tỏa ra trong lời nói khiến người ta phải e sợ có một người lên tiếng các vị có ân oán gì để nói sao đi kẻo lỡ giờ lành bất kính với tổ tiên người này chính là tần khởi đại trưởng lão lớn tuổi nhất trong tần gia xét về bối phận tần lão gia phải gọi một tiếng chú nhưng xét về địa vị Tần khởi vẫn phải xếp dưới Tần lão gia một bậc, vì trong gia tộc nào cũng thế, lấy gia chủ làm đầu. Tần lão gia trầm ngưng trong giây lát, đôi mắt phượng sắc bén cau lại, còn chưa có quyết định. Sao đây nhỉ? Nãy giờ nghe các người nói chồng tôi bị cám sừng, thật là khiến người ta tổn thương mà. Diệp Phạm Huyên tà mị vừa cười vừa nói, đám người còn chưa kịp tiếp thu lượng thông tin cô truyền tài đến thì đã thấy cô gái xinh đẹp cao ngạo kia đưa ngón tay thon dài miết miết mi tâm rồi xoa xoa gương mặt. Điều kinh hãi hơn chính là da mặt của cô ta trở lên nhăn nhúm, phá hủy hoàn toàn gương mặt tuyệt sắc kia. Đây là có chuyện gì a? À? Có vị phu nhân nhà quyền quý nào đó yếu tim không chịu được, hét toáng lên rồi ngất. Mau mau gọi bác sĩ. ở đây có người ngất. Dù một góc kia rối loạn nhưng không ngăn được vô số ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn về diệp hàm huyên trên chán ai cũng treo một dấu chấm mỏi to đùng không lẽ vị trầm tiểu thư này còn biết làm ảo thuật chợt có ngọn gió lạnh thổi qua làm tung bay mái tóc dài của diệp hàm huyên vô tình hay hữu ý che khuất gương mặt cô đến khi cơn gió kia ngừng lại dưới ánh nến phản chiếu dập rình lại lộ ra một nhan sắc huynh thành cô gái kia nhếch miệng cười chiếc má núm đồng tiền in sâu trên má xoáy thẳng vào tâm can từng người. Đây, đây không phải là vị tần tiểu thư sao? Lại nhìn sang bên cạnh, cũng là một vị tần tiểu thư nữa. Có đến hai khuôn mặt tuyệt trần, giống nhau y như đúc, đang đứng cạnh nhau. Nếu không phải, trang phục từng người khác nhau, sẽ không phân biệt được ai với ai nữa. Trầm tiểu thư, chắc là đang làm ảo thuật đi, trình độ cao siêu thế này, sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Phải đấy, tôi cũng thế, Nhìn hai người xem Giống nhau y như hai giọt nước Nói là chị em sinh đôi Cũng chẳng sai Lúc này đây Không có bất cứ từ gì có thể diễn tả được Vẻ mặt méo mó của Tần Gia Dung Có đánh chết cô ta Cũng không tin Diệp Hạm Huyên sẽ đến được đây Mà lại xuất hiện Một cách kinh động như thế Phải rồi Đều là tên sở kinh dực ngu xuẩn Y đã phản bội Lại giao dịch ban đầu Mùi lòng trước con khốn kia Diệp Bảo Nguyên thông thả, lấy từ giấy xét nghiệm ADN nửa trên tay sở kinh dực cười nói Cô đừng có tùy ý vấy nước bẩn lên người minh ca của tôi tần gia dung này lật bài đi thôi Rồi Diệp Bảo huyên quay sang nhìn dực phàm đứng cạnh đó trầm biếng nói suýt chút nữa quên chưa chào ngài thầy yêu quý của tôi Khuôn mặt giả nua của dược phàm thoáng qua tia kinh ngạc một chuỗi sự việc rất nhanh sâu chuỗi trong đầu ý bảo sao Y cứ cảm giác sai sai ở đâu đó Nhưng rốt cuộc Nghĩ mãi vẫn không ra Thì ra tần gia đại hội này Đã sớm răng thiên la địa võng Chỉ chờ Y sập bẫy Đám người kính thiên minh Từ đầu đã bày ra một màn kịch hay Chỉ có con ngu Tần gia dung này mới tưởng mình thông minh Lại trở thành quân cờ Chết kìm đường lui của Y Dực phàm cười một chàng dài Vàng vọng trong không gian Nghe gây giận vô cùng là ta chủ quan rồi. Y quay sang bóc cổ tần gia dung hùng dữ nói: nghiệt súc ngu xuẩn, mày có thể khiến kính thiên minh yêu mày à? Từ đầu tới cuối, mày chỉ là quân cờ cho kẻ khác lợi dụng. Bàn tay to lớn, hữu lực của dược phàm bóp nghẹt cổ họng của cô ta. Tần gia dung nước mắt giàn rụi lắc đầu. Ông, ông không thể giết tôi, tôi. Tần gia dung càng cố nói, lực đạo càng mạnh hơn khiến cho những lời cô ta muốn nói chỉ còn tiếng u ớ không rõ. Đến khi cận kề cái chết, Tần Gia Dung mới biết bản thân tham sống cỡ nào, cứ tưởng mất trắng tất cả, không có được tình yêu của người đàn ông kia, cô ta thả chết còn hơn. Nhưng hình như cô ta yêu sự sống nhiều hơn, cô ta không muốn chết, đặc biệt là chết một cách khó coi như thế này. dực phàm, muốn giết cô ta thì nhanh lên cái, tốt nhất đừng để cô ta sống sót mà rơi vào tay tôi. Đối với giọng nói ngoan tuyệt, không tia cảm xúc nào của kính thiên minh, Tần Gia Dung dùng hết sức bình sinh hét lên. Anh đã nói yêu em mà. Kính thiên minh lôi kéo dịp hàm huyên vào lòng mình, cưng chiều nói. Cô lầm rồi, từ đầu tới cuối, trái tim tôi chỉ có cô ấy, tiểu huyên của riêng tôi, chứ không phải Tần Gia Huyên, đại tiểu thư gì đó. Trước đây như thế, hiện tại như thế, tương lai sẽ mãi mãi như thế. Thần trí tần gia dung, càng lúc càng mơ hồ, từng câu nói sắc bén của kính thiên minh như lưỡi dao cứ thẳng vào trái tim cô ta, cả thể chất và tinh thần đều bị tra tấn cùng cực. Vậy là, từ đầu tới cuối, là cô ta tự vẽ giấc mộng hoang tưởng cho bản thân, rồi tự đắm chìm vào trong đó. Dược phàm, à không, phải nói là ngài Rai phó gia chủ của ly mộ chứ nhỉ, ngài buông tay chịu trói được chưa tần cảnh giật giơ tay ra hiệu nháy mắt một đội bộ đội đặc trùng được trang bị kỹ càng từ đâu xông ra bao vây kín mít lấy đài cao a à, súng có người hét lên tần cảnh giật nhíu mày không vui thanh âm uy nghiêm nói các vị mời đứng yên tại chỗ nếu bất kỳ ai có hành vi quấy rối nào sẽ mặc định là người của li mộ lập tức không ai dám nói một lời tất cả đều biết ý im lặng. Xem ra, tần gia đã có kế hoạch từ trước, bọn họ cũng không cần lo cho việc ngoài ý muốn xảy ra. Diệp Hàm Nguyên biết thời cơ đã đến, cô gật đầu với kính thiên minh, rồi rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, tiến lên nói, các vị, hôm nay tôi sẽ giải quyết mọi ân oán tại đây. À đúng rồi, trước tiên ngài cờ rai, buông vị tần gia dung ra trước đã. Có câu nói, hổ dữ không ăn thịt con, mà ngài là người mà, sao có thể chứa nhỉ? Đồng từ của Dược Phạm chấn động, co rút một mảng. Dược Phạm cười gằn, đột nhiên thả lỏng tay, làm cơ thể Tần Gia Dung lụi sơ ngã trên mặt đất. Tần Gia Dung khuôn mặt tái xanh, rên nhẹ, rồi thở gấp liền hồi. Miệng Tần Gia Dung mở lớn, hít thở thật sâu từng luồng không khí, sống rồi, ít nhất cô ta được sống rồi. Tôi phải công nhận, ngài đây tính toán thật giỏi. Diệp Hàm Huyên chỉ liếc qua bộ dáng thê thảm của tần gia dung một cái rồi rất nhanh quay sang nhìn dược phàm dược phàm nhún vai bất đắc dĩ nói có sao sao bằng được các người chứ diệp hàm huyên lắc lắc ngón trỏ cười nói bao nhiêu năm nay cho kế hoạch này nhỉ hai mươi năm năm hay thậm chí dài hơn nữa từ khi tôi được sinh ra chính ông là người đứng sau thao túng toàn bộ điều khiển mẹ diệp phỉ phỉ mục đích chính là đánh cháu tôi và Tần Gia Dung. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì thật xem thường ngài dược phàm quá. Chiều bài kia của ông phải nói là một mũi tên chúng hai con chim. Không những chia rẽ được tình cảm của Tần Lão Gia, Tần Phu Nhân khiến tôi chịu sự chỉ nhục xem thường của chính cha mẹ mình mà còn âm mưu nuốt trọn Tần Gia. Từng lời nói lạnh lùng trong trèo lại thanh mát như làn nước mùa thu ột rửa lòng người không ai nói một câu bởi họ bị kinh động. Cục trưởng hai nhiệm kỳ trước của Cục Tình báo Quốc gia cũng là thầy của Tần Tiểu Thư, thì ra chính là cờ rai của Ly Mộ. Cái tên cờ rai quả thật là sấm đánh ngang tai, danh bất hư truyền. Trong giới hắc đạo y âm độc, giết người không ghê tay, không chuyện ác nào là không làm. Suốt cuộc, phải có thủ án sâu tới mức nào với Tần Gia, ông mới làm chuyện táng tận lương tâm như thế. Một âm mưu, hơn 20 năm, người này quá mức đáng sợ tần phu nhân đứng bên cạnh tần lão gia cả cơ thể bà khẽ run nhẹ sau đó đôi mắt đỏ ngầu nhanh chóng bắn về phía rực phàm người này tại sao lại chia rẽ gia đình bà nếu không phải giật sớm phát hiện ra có phải hay không hai người sẽ bị che mắt cả đời rồi tự làm tổn thương con gái của chính mình bà an tâm tôi sẽ bắt hắn phải lấy máu trả máu tần lão gia thị huyết nói Cha, mẹ, hai người đường vội việc hay vẫn còn dài mà Tần cảnh giật cười lạnh nói Tần Gia Dung Cô có biết người đàn ông sinh ra cô không? Tần Gia Dung sắc mặt đã hồng hào đôi chút Bỏ nhổm dậy Giật mình nói Cô, cô nói cái gì? À, thì ra vẫn chưa biết Diệp Bảo Huyên cười bí hiểm Nhìn Tần Gia Dung nói Biết, biết cái gì? Người ban nãy định giết cô chính là cha thân sinh của cô, Tần Gia Dung ạ. À. Tần Gia Dung giống lên, mày tính lừa đảo tao hả? Mày nghĩ tao ngu vậy hả? Cha tao là Tần Chi Lăng, mày rõ chưa? Tần Gia Dung đau đớn hét to, con người mà, càng phủ nhận, càng tin mà, càng tin sẽ càng phủ nhận. Nếu như chuyện đó không đúng như ý mình, thử hỏi, trên đời này, có người cha nào như dược phàm không? Lợi dụng chính con đẻ của mình, không từ bất chấp thủ đoạn nào. Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu, hồi tưởng lại quá khứ, về người mẹ đã mất của cô, Diệp Phỉ Phỉ. Thùa còn trẻ thơ, Diệp Hàm Huyên vẫn nhớ, mẹ cô thường hay ngồi thơ thần ngoài cửa, nhìn về phía bầu trời xa xăm lầm bẩm gì đó. Cô nghe cũng không hiểu, mãi gần hôm nay mới nhớ ra, bà ấy chính là nói. Em hận anh, lại càng hận bản thân mình, hận bản thân đã quá yêu anh, yêu anh một cách ngu xuẩn, dù biết bị anh lợi dụng nhưng vẫn can tâm tình nguyện. Anh si tình, em cũng si tình, chỉ tiếc em yêu anh, anh yêu cô ta, cô ta lại yêu người khác. Con gái của chúng ta phải làm sao đây? Tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế, đẩy con gái chúng ta vào phòng nguy hiểm? Rồi đến một hôm, ngay sau khi cô gặp Kính Thiên Minh và mẹ anh ấy, có người đàn ông lạ mặt đến nhà cô. Đêm đã khuya, Diệp Hàm Huyên chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người nọ, khuôn mặt y bị bóng tối che khuất, chỉ có thể nghe thấy thanh âm khàn khàn trong gió đêm. Diệp phì phì, việc tôi giao cho cô làm tới đâu rồi? Mọi việc anh giao, em có thể không hoàn thành sao? Anh yên tâm, Tần Chi Lăng và Thủy Yên Nhiên đã xa mặt cách lòng rồi. Chừng nào Tiểu Huyên nó còn sống, bọn họ sẽ không hạnh phúc ở bên nhau được đâu. Được rồi, cục tình báo còn có việc, tôi đi đây. Cạch, Diệp Bảm Huyên đứng nấp trong cánh cửa, vô tình phát ra tiếng động. Ai? Người đàn ông áo đen vốn đã định rời đi, thì đột nhiên quay lại, mau lẹ mở cánh cửa ra. Diệp Bảm Huyên bé nhỏ, hoảng sợ khi trông thấy vẻ mặt hung dữ của người đàn ông, nhân lúc y không cảnh giác, chạy vọt ra phía ngoài. Lúc đó, cô chỉ có một suy nghĩ, mau tới nhà cô xinh đẹp, và anh trai nhỏ. Cô rất sợ, rất sợ. Cô ơi, anh ơi. Rất nhanh sau đó, cô đã bị người đàn ông kia đuổi kịp và bịt miệng cô lại. Nước mắt cô cứ chảy ẩn ẩc. Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã bị người đàn ông kia, cờ rai, dược phàm, xóa sổ trong ký ức của cô. Y đã nhìn cô bằng đôi mắt đen xám xịt, thôi miên, xóa đi một phần ký ức của cô. Mãi tới tận đại hội kính gia lần đó, Diệp Bảo Nguyên mới nhớ lại chuyện gặp gỡ kính thiên minh khi còn nhỏ. Nhưng phần ký ức kia vẫn còn bị phong bế. Khoảnh khắc nhảy xuống vực thảm kia nằm trong vòng ngực ấm áp của anh. Diệp Bảo Nguyên mới nhớ ra tất cả. Anh hóa ra. À, hóa ra cô đã từng bị xóa đi một phần ký ức. Cũng đồng thời quên đi anh. Cũng quên đi một đoạn hội thoại của hai người kia. Sau đó, trong khoảng thời gian ở trang trại của sở kinh dực, Cô mới có thời gian suy ngẫm tất cả Tần Gia Dung Chính là con gái ruột của thầy Dược Phàm Đáng kính của cô Ông ta lợi dụng chính con gái ruột của mình Lợi dụng người yêu thương mình Lợi dụng cả lòng tin bao năm của cô Lợi dụng tất cả Chỉ vì sao ư Chính cô cũng đang muốn tìm hiểu Nhưng chắc chắn có liên quan tới mẹ chồng của cô Triệu Ngọc Hinh Cờ rai Ông đã hết đường chạy rồi Vụ hỏa hoạn năm đó tại Kính Gia do một tay ông gây ra. kính thiên minh không phải hỏi mà là khẳng định. năm đó mẹ tôi, em gái nhỏ của tôi đều bị ngọn lửa hung tàn kia nuốt chừng. rốt cuộc ông là ai? kính thiên minh tà ác nói, rút ra khẩu súng lục, chiết thẳng vào đầu rực phàm. ngón tay gầy thon của anh đã nhấn nhá một chút, không còn nghi ngờ, anh chỉ cần động nhẹ thôi, viên đạn kia sẽ xuyên thẳng vào hộp sọ của y. Dược phàm không những không sợ, lại còn rất thản nhiên nói. Là ai quan trọng à? Quan trọng là mẹ và em gái cậu đều đã chết rồi. Cậu giết tôi, họ sống lại được à? Chập đã minh, mẹ và em anh có thể còn sống. Diệp hàm huyên mắt thấy kính thiên minh, ngày càng mất bình tĩnh, cô vội nắm lấy tay anh nói. Theo lời của mẹ, dược phàm chắc chắn yêu mẹ chồng của cô. Ông ấy si tỉnh như thế, sao có thể dùng một mồi lửa thiêu người yêu của mình chuyện này chắc chắn còn uẩn khúc được bàn tay mỉm mại không xương của vợ yêu vuốt ve tầm trạng kính thiên minh đã bình ổn phần nào vụ hỏa hoạn năm đó cái chết của mẹ và em gái năm đó như cái gai trong lòng anh mỗi lần nhắc tới lại nhức nhối đau đớn vô cùng anh đều sẽ mất bình tĩnh nhưng tiểu huyên vừa nói gì họ có thể còn sống ư em em vừa nói gì kính thiên minh nặng nề nói anh rất sợ hy vọng vừa le nói sẽ bị dập tắt diệp bảo nguyên còn chưa kịp trả lời thì đã có người hét lên a à, đèn trời phút chốc hàng nghìn chiếc đèn trời lớn nhỏ điểm sáng trên bầu trời đen bao la vô tận màu vàng kia kinh diễm đến chói mắt hấp dẫn mọi ánh nhìn mỗi chiếc đèn lồng là một nguồn sáng nhỏ tưởng như muốn cùng nhau thắp sáng thế gian chen chúc lấn chiếm cả màn đêm u tịch. Sắc vàng người sáng trong đôi mắt từng người, không một ai nói một lời, bởi lẽ ngôn từ đã không đủ sức diễn tả khung cảnh hoa lệ này. Không biết có phải gió đêm nay quá lớn, họa trăng lửa có phải quá nhiệt tình hay không, đèn mỗi lúc một sáng. Sau cùng, ngọn lửa hung dữ đã nuốt trọn tất cả. Vô số chiếc đèn trời thì nhau rơi xuống mặt đất, tựa như thượng đế chút hỏa diễm trừng phạt loài người, lại tựa như những ngôi sao xa đỏ rực. Toàn bộ mọi chuyện từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc chưa quá 30 giây. Tiểu Huyên Kính Thiên Minh mắt thấy một chiếc đèn lồng sắp rơi xuống vị trí của họ. Anh hốt hoảng ôm lấy cô, nhảy xuống nước. Cũng may, đài cao này dựng sắt ngay ven sông, con đường sống duy nhất chính là nó. Nhưng ngặt nỗi, trên mặt sông, vô số hoa đăng đang trôi nổi. Diệp Bảo Huyên nở nụ cười, xem ra thầy của cô vẫn là cao tay bọn họ vẫn là tự đào hố chôn mình dùng lễ hội này để dụ bắt ông ta kết quả lại bị chính ngọn lửa của nó thiêu đốt những chiếc đèn trời kia chắc chắn sẽ bị ông ấy cho người động tay động chân ngay từ đầu ông ta vẫn luôn để lại đường lui cho mình bùm kính thiên minh áp suất của nước đánh ập vào cơ thể cô cô thật muốn hét to tên anh nhưng chỉ có thể nhả ra bọt nước tiểu huyên lần này cả gia đình chúng ta anh em con sẽ cùng nhau sống hạnh phúc cả đời nắm chặt tay anh nhé cùng lúc này dực phàm đứng trên đài cao đôi mắt khinh bỉ nhìn xuống hết thảy cuối cùng cả tần gia cũng sẽ chôn vùi trong biển lửa thôi ngọn lửa đã lan tràn khắp nơi tiếng la hét hoảng sợ không ngừng vang lên có người đang bị ngọn lửa hung ác thiêu rụi đau đớn kêu gào khung cảnh một mảng hỗn loạn chết hết đi các người chết hết đi dực phàm thỏa mãn hết lên sung sướng vị trí y đứng đương nhiên có điều đặc biệt ngọn lửa sẽ không lan được tới đây cũng may đã có ý định hỏa thiêu cả tần gia từ trước ngày này năm sau chắc chắn là ngày rỗ của hơn nghìn mạng người may ngay lúc dược phàm không để ý tần gia dung đã lết dậy từ phía sau đẩy ông ta xuống biển lửa Điều tại ông Tôi mới đi tới bước đường cùng hôm nay Chúng ta cùng chết Trong gió là tiếng cười cuồng loạn Của tần gia dung Kết thúc Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi Cô ta mệt mỏi quá Nếu như được làm lại lần nữa Nếu như được thấy nụ cười Của chàng trai 17 tuổi Làm trái tim cô ta rung động Thì làm sao nhỉ Thần thể cô ta rất nhanh đáp xuống mặt đất Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt quần áo rồi ra thịt cô ta. Nếu như được làm lại thì cô ta có đi lại con đường mòn này không?" Tần Gia Dung nhắm nghiền mắt, cô ta cũng không biết nữa. Hai tháng sau, lúc này trời đã sang xuân, khắp khu vườn được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết của hoa lê, một người phụ nữ xinh đẹp lười biếng nằm trên chõng tre, nhắm mắt dưỡng thần, đôi bàn tay nhỏ khé vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao của mình. Chiếc mũi nhỏ nhắn của cô hít thật sâu, tham lam chiếm lấy, hương hoa ngọt ngào thanh mát kia. Nhớ lại ngày đó, người của Ly Mộ đang đem những thùng xăng đổ xuống sông, thì nửa đường bị thiên tà ngăn cản. Hóa ra, kính thiên minh đã sớm cài đặt thuộc hạ của mình vào Ly Mộ, xâm nhật thật sâu vào não bộ của chúng. Diệp Bảo Nguyên cứ ngỡ, dực phàm đã cao tay rồi, thật không ngờ, Tên chồng giả ngốc của cô còn đỉnh hơn nhiều. Khuôn mặt thì hiền lành, ngây thơ, thật không biết chứa đựng những ý nghĩ xấu gì. Còn về trận hỏa hoạn đó, rất nhanh đã được dập tắt bởi một cơn mưa. Sẽ có sự trùng hợp vậy ư? Câu trả lời là không hề. Mưa này không phải mưa bình thường, mà là mưa nhân tạo. Cô có nghe qua là do người của Mạc Gia tạo ra. Diệp Bẩm Huyên giật mình mở mắt. Chờ đã, mưa nhân tạo. Bây giờ cô mới nhớ trước kia Tên lừa đảo kia Tìm mọi cách lên giường cô đều không thành May có trận mưa lớn Đến cùng lúc Nên cô mới mùi lòng cho hắn ngủ cùng Còn cáo giả kính thiên minh kia Anh được Phu nhân đang suy tư gì đó Nước ép cà rốt của em đây Kính thiên minh thân ảnh cao lớn Quần âu Áo sơ mi trắng Được sán tay một cách tùy ý Đạp hoa mà đi Cười nói Diệp bảo nguyên hử lạnh nhếch mép khinh bỉ một cái kính thiên minh khẽ ho khan anh lại làm cái gì lên tội rồi rõ ràng anh nhớ gần đây bản thân nhẫn nhịn cực tốt hơn nữa lại vô cùng nghe lời mà hay là tiểu thư này làm em khó chịu sao nhắc tới bảo bối trong bụng kính thiên minh có chút bực bội ban đầu anh cứ ngỡ là một tiểu công chúa chính họ sở nói với anh thế tự dưng giữa đường lại chui ra một tiểu tử thối tương lai còn tranh vợ với anh ấy chứ Diệp Bảo Nguyên vẫn không nói gì đưa tầm mắt lên cao ngắm nhìn tán lá hoa lê trên đỉnh đầu a à, có một vài cánh hoa vừa mới rời cành đang lưỡng thững rơi xuống người ta nói phụ nữ mang thai chính là sinh vật khó hiểu nhất lúc mới đầu kính thiên minh nào có tin chỉ cần đội vợ lên đầu mà sống chuyện gì có thể làm khó anh chứ mà ca này có vẻ căng bởi lẽ khi vợ yêu bực bội, chuyện gì đó sẽ chửi thẳng vào mặt anh, lần này lại không thèm nói một câu. Phu nhân, anh biết sai rồi, em đừng tức giận nữa, hại thân, muốn đánh chửi gì, tùy ý em, em nói gì đi. Phu nhân à, người đừng lặng im thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Anh xin em, nói một lời thôi. Diệp Hảo Huyên nổi đoá, tức giận nói. Nói nhiều thế, anh im miệng vậy em uống ly nước ép cà rốt này đã dù rằng không ưa tiểu tử kia nhưng kính thiên minh biết phụ nữ sinh con sẽ tiêu tốn rất nhiều sức khỏe phải cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô ấy không thích em uống một chút không uống một tia ma quái lướt nhanh qua cánh môi mỏng của anh dịp hàm huyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị người ta cưỡng hôn chất lòng ngọt ngào của cà rốt mèn theo chiếc lưỡi hung hăng của anh ập vào khoang miệng cô người này vẫn luôn vô sỉ liêu manh như thế nhưng bất quá cô lại thích thích tất cả mọi thứ thuộc về anh kính thiên minh à đời này, kiếp này đời sau, kiếp sau em sẽ đều bám lấy anh tuyệt không buông tha cho nên anh cũng phải nắm lấy tay em thật chặt đấy nhé